Ờ <laughs> uh, ok hello các bạn ha nghe được chưa <laughs> ok hello <gặp> bạn nhá nó <laughs> tiếng xem nào ôi anh vừa mới dậy xong các bạn ngủ dậy lâu chưa vừa và anh vừa mới dậy xong anh đang hơi hơi lát đấy rồi <laughs> anh bận bật cái, cái comment cái đã để anh xem các bạn comment đây rồi thầy rồi <laughs> ok chào <laughs> fred đại đế à ok chào bạn nha like sớm à chủ nhật thì thường anh like sớm một chút tại trưa chiều anh cũng hơi bận đấy <laughs> ok chào bạn nhá chào Cóc, chào ok chào nhung <laughs> anh kịp đánh răng rồi các bạn không lo trời ạ à, này anh lưu ở đâu á anh có lưu và anh gắp lại ở trên uh, kênh của anh ý à, dậy từ 5 giờ cơ ừ, các bạn chăm chỉ thế <laughs> anh ngủ mới dậy nghe giọng biết liền cơ thế à nghe giọng biết được luôn <laughs> ok thì uh, hôm nay thì mình sẽ cũng cùng nhau giải một cái đề thôi đề này là đề một đề chuyên của một trường ở thanh hóa đề cũng tương đối đấy đề cũng tương đối đấy và <laughs> đề này thực tế là đề của năm ngoái rồi nhưng mà cũng rất là ok rất là hay nha mình sẽ cùng nhau sửa cái đề này <laughs> được chưa các bạn nhỉ các bạn comment tương tác đi ạ à? trời ơi comment tương tác đi trước khi mình bắt đầu nào trước khi bắt đầu đề thì anh có up ở trên group ở trên phổ bò ấy không biết là các bạn đã kịp vào lấy đề và làm thử chưa con nào ở đây làm thử chưa <laughs> để thì anh có up lên trên rồi đúng không Mình sẽ vào đấy mình cứ lấy đề xong mình làm thử thôi Rồi <laughs> sáng mai mình sẽ like sửa Ôi đâu mất rồi Lag rồi các bạn có bị lag không nhỉ? <laughs> rồi. Ok ok, làm sơ sơ à? Ôi dồi ơi, sợ làm sơ sơ Ok, mình bắt đầu luôn các bạn nhá Bắt đầu luôn này <laughs> Nhớ comment nhiệt tình này Câu <laughs> số 1 nào Câu số 1 người ta yêu cầu bạn là gì Kim loại nào sau đây tác dụng với CO, 4 Tạo thành gì Kết tủa màu xanh Kết tủa màu xanh Kết tủa màu xanh các bạn biết gì không ạ? Kết tủa màu xanh là câu số 1 Chọn gì nhỉ? Một chọn gì các bạn? Comment, comment nhiệt tình nào? Comment, comment <laughs> Comment tương tác nào Một là gì? chuẩn luôn <laughs> đáp án D các bạn nhé đáp án D à, khi mà natri hiện nó tan trong dung dịch này nó sẽ tạo dung dịch bazơ và mình sẽ có kết tủa đó là CuOH tất cả hai lần nha một xanh câu hỏi số 2 chất nào sau đây là amin thơm amin thơm là cái gì các bạn amin thơm là cái gì ạ amin thơm không phải là amin thơm đơn giản là nó chỉ có mạch vòng trong nó thôi thì gọi là amin thơm đây ở đây có cái vòng benzen C6H5 này câu hỏi số 3 phát biểu nào sau đây là không đúng câu hỏi số 3 cao su thiên nhiên có mạch polymer không phân nhánh ừ. Polyethylene được dùng để điều chế phản ứng trùng hợp ethylene. Uh, ok. Uh, tơ acetat thuộc uh, điều chế từ ac acellulose. Ok. Tơ nylon được trừ... đây. Tơ nylon phải điều chế bằng phản ứng trùng gì bạn? Trùng hợp chứ ạ. Đúng không? Làm sao mà là trùng ngưng được? Đó D là đoán không đúng chưa? Đang lướt TikTok tự nhiên học ngang à, áp lực à? Áp lực gì? Trời ơi bạn chịu khó chăm học ấy chứ. Bao nhiêu đứa nó dậy sớm nó học bài kia kìa. À? coi mà thay đổi cách học đi Chứ giờ mới Sáng chủ nhật mới cứ ngủ trưỡn lên đến trưa Thì đúng là đến khi nào các bạn mới giỏi được ạ Chào học lên Chúng nó dậy từ 4 năm giờ chúng nó học kia kìa Câu <laughs> hỏi số 4 thì sao Chắc nào sau đây có khả năng làm mềm nước cứng tạm thời Nước cứng tạm thời thì bạn dùng cái gì ạ Câu hỏi số 4 nào Nước cứng tạm thời thì bạn có thể sử dụng cho anh là Dung dịch bazơ cũng được nhá Chọn là bạn A Xeo quá tất cả hai lần Có hỏi số 5 công thức của Chrome gì ạ? Chrome này là Chrome 6 rồi Chrome 6 thì nó sẽ có công thức là CR CRO3 chuẩn chưa? CRO3 Có hỏi số 6 nó phát biểu nó sau đây là sai Các vật bằng gang thép để ngoài không khí ẩm này Thì chỉ có ăn mòn hóa học ờ, Cái này sai luôn rồi đúng không bạn? Gang và thép nó là hợp kim Để trong không khí ẩm thì nó phải là ăn mòn gì ạ? Nó phải là ăn mòn điện hóa mất rồi A à, chưa? Đơn giản đâu Uh, câu hỏi số 7, dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu hồng? Màu hồng thì cũng uh, kiểu kiểu như màu đỏ ấy các bạn, nó sẽ là mang tính axit nhá. Tuy nhiên thì tính axit nó yếu cho nên nó chỉ có màu hồng thôi. Axit glutamic. Ai, mũi anh bị ngạt quá. À. Sorry các bạn nhá, mũi anh hơi ngạt nên nói các bạn không biết các bạn có nghe được không? Vừa ăn sáng vừa học quá hả? Chăm chỉ quá, anh còn chưa được ăn cái gì ấy. Rồi các bạn đâu hết rồi. Hello các bạn học sinh nhá. <laughs> Tương tác nào, mới câu 8 này đã là một câu tính toán rồi nhá. Các bạn nhìn anh xử lý câu bài tập tính toán này như thế nào ha. Rất là dễ thôi, các bạn không có gì phải sợ đâu. Huỳnh Bảo. Ok, hello em. Rồi, với câu này thì sao bạn để ý cho anh này. Fe và Cu phản ứng HNO3 được chưa? Sau phản ứng bạn thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 Dựa tỷ khối thì mình đi tính tỷ tí lệ số mol giúp anh luôn 19 nhân 2 này trừ đi gì Phân tử khối thằng phía dưới 19 nhân 2 trừ phân tử khối thằng phía trên Tỷ lệ bằng 11 1 ạ Có nghĩa là số mol thằng này bằng 0,1 Số mol thằng này cũng là bằng 0,1 luôn Sau phản ứng thì bạn thấy là gì Còn lại 13,2 gram chất rắn này 13,2 gram chất rắn gồm hai kim loại Thì bạn hình dung là gì ạ 12,23 gram chất rắn của hai kim loại đây chắc chắn sẽ là Cu và Fe rồi thì bạn để ý nhá Sau phản ứng ấy Còn FE Còn FE được chưa Vậy thì dẫn đến một điều Cái thằng CU này Thằng CU này Trong cái dung dịch của mình ấy Trong cái dung dịch đâu nhỉ Ở đây người ta chưa xác định dung dịch à trong, Nói chung ở trong cái quá trình bảo toàn của mình ấy Thì bạn hình dung là nếu như nhá Nếu như CU còn dư toàn bộ ở đây Thì khi mà phản ứng ấy Khi mà phản ứng hno 3 Thì thực tế ra nó chỉ có FE phản ứng thôi bạn nhá Thực tế ra chỉ có FE phản ứng thôi Tại vì FE nó tính khởi mạnh hơn mà Nó sẽ phản ứng trước với HNO3 Khi nào nó phản ứng hết rồi thì mới đến CU Được chưa ạ? Mà bạn thấy là FE sao phản ứng nó còn dư đây này Dẫn đến là CU nó kiểu nó còn chưa phản ứng cơ Vậy thì đến đây các bạn dùng gì ạ? Các bạn sẽ dùng bảo toàn E cho anh thôi FE thông thường phản ứng HNO3 thì nó sẽ nhường 3E Tuy nhiên đấy với cái trường hợp mà chất rắn còn dư thì sắt nó chỉ nhường 2E thôi Đấy, thì nó bằng 3 lần số mol của NO Cộng với gì ạ? Cộng với số mol của NO2 Đơn giản chưa Thay số thì bạn sẽ có số mol FE phản ứng ấy Sẽ bằng gì? Sẽ là bằng 0,02 Vậy thì khối người ta yêu cầu bạn tính khối lượng ban đầu đúng không ạ? Khối lượng ban đầu thì chính là cái lượng dư này cộng với cái lượng phản ứng này. Ok chưa? 24,4. Chọn đáp án C không ạ? Đó, cứ bình tĩnh xử lý nó cực kỳ dễ thôi. Không có gì cả. Không chứ đừng sợ nhá. <laughs> ok, chào Việt Nguyễn. Hello bạn. Hello bạn học sinh nhé, bạn học sinh đang xem livestream của anh thì hai có thể thả tim như là sẽ livestream của anh nhé, để anh có động lực anh livestream nhiều hơn nào. Trời ơi, sáng chủ nhật mệt quá. <laughs> sáng chủ nhật cũng không được ngủ đúng không ạ? Câu này ok chào bạn nhé. Nó lại chút này, nó lại này. Các hình dung những bài toán về hỗn hợp kim loại hay là tác dụng axit hay là tác dụng dung dịch muối cũng được thì nó sẽ có một cái tính chất theo kiểu ấy đó thằng nào khử để ạ? thằng nào khởi thì nó sẽ tác dụng trước nó sẽ ưu tiên thằng có tính khởi mạnh thằng có tính oxy hóa mạnh phản ứng trước phản ứng trước vậy thì ở đây các FeCu Fe phản ứng trước đúng không ạ mà bạn thấy này Fe phản ứng trước sau phản ứng ấy thu được Fe còn dư vậy thì nếu như Fe sau khi phản ứng ấy, mà nó lại còn dư ấy thì dẫn đến là gì ạ? sẽ chưa có quá trình Cu phản ứng đâu sẽ chưa có quá trình Cu phản ứng ok chưa vậy thì toàn bộ Cu nó đã thoát hết ra ngoài vậy thì trong cái quá trình bảo toàn E của bạn ấy thì bạn có gì sắt ấy nó chỉ lên sắt hai thôi vì sau phản ứng có chất rắn còn dư tiếp theo đây là gì no nó nhận ba e để nhận ba e này xuống n cộng hai này cái nitơ ở đây thì nó nhận bốn e à, nhận một e để xuống n cộng bốn này bảo toàn e đây là bảo toàn e nhá các bạn tính ra ngay được số mol fe phản ứng là không phải hai chưa vậy thì bây giờ người ta yêu cầu bạn là tính ban đầu cái lượng ban đầu sẽ bằng cái gì bằng cái lượng dư cộng với cái lượng phản ứng không ạ lượng dư đây rồi 13,2 rồi cộng với lượng phản ứng đây thì bạn sẽ có khối lượng thôi Chỗ tỷ khối á, tỷ khối mà bạn không hiểu à? Tỷ khối không hiểu là hơi căng đấy nhỉ. Tỷ khối thì có gì đâu bạn. <laughs> tỷ khối mà không hiểu á, nhìn này cho anh này. Ở đây bạn thông thường các bạn hay viết cái sơ đồ đường chéo ra NO và NO2 đúng không? Thì đây NO bằng 30 chưa? Cái này NO hàng 46 này thường các bạn sẽ hay viết uh, cái, cái 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 sơ đồ đường chéo đấy, 19 nhân 2 thì bằng bao nhiêu? 38 chưa? Thì bạn nhìn cho anh này. 38 30 thì còn 8, 46 38 bằng 8. Tỷ lệ mon là 8 chia 8 11. Ok chưa? Này dễ quá mà Câu hỏi số 9 à Câu hỏi số 9 bạn chọn gì đây Chắc là sau đây là Anconda trước Ok chưa Cảm ơn nào Chắc là sau đây là Anconda trước ạ Này dễ quá Anconda trước thì mình biết rồi Mình cứ nhìn tứ tự, tự thứ tự thôi Có Glycerol thì mình chọn thôi còn gì nữa Đúng không ạ Câu hỏi số 11 nào 11 Polymer nào sau đây thuộc loại chất dẻo các bạn nhá Các bạn có nhớ chất dẻo thì gồm những cái gì không ạ Câu hỏi số 10 Chất dẻo của mình thì gồm những cái gì nhỉ? chất dẻo thì có tương đối chất dẻo đấy cái này là cao su này cái này amylose thì của polymer nhiên rồi à, thằng này chính là chất dẻo bạn đây polyvinyl chlorua ok chưa câu hỏi số 11 một à, màu nào sau đây xuất hiện khi mà các bạn nhỏ dung dịch lòng trắng trứng vào CuOH tất cả hai lần thì bạn hình dung nhá dung dịch lòng trắng trứng ấy xét về mặt hóa học thì nó là dung dịch protein thì theo bạn dung dịch protein khi mà nó phản ứng với CuOH tất cả hai lần trong môi trường bazơ thì nó sẽ có màu gì ạ? Nó sẽ có màu gì? Câu <laughs> số 11 có màu gì nhỉ? Đó chính rồi, chính xác nó phải có màu tím chứ, nó phải có màu tím. Phản ứng màu blue đấy ạ. Câu số 12 là công thức của etin amin. Etin amin là gì? Etin thì đó là C2H5. Đây. Etin amin đây. C2H5NH2. Ok chưa? Câu hỏi số 13 Ở đây các bạn có tinh bột hiệu suất là như thế này Thu được glu Thì phương trình đơn giản lắm Đơn giản nó chỉ là tinh bột tạo ra glu như thế này thôi các bạn này Số mon tinh bột bằng số mon glu Thì bạn để ý giúp anh nhé 486 là khối lượng đúng không ạ? Chia cho là gì ạ? À, 162 Được chưa? Các bạn có số mon tinh bột bằng 3 Nhân với hiệu suất là 0,75 Được chưa? Nhân với 180 thì bạn ra 405 Đó chính là khối lượng glucose Đáp án gì ạ? Đáp án D Sửa tương đối là chậm đúng không ạ? Thôi chủ nhật thì các bạn cứ bình tĩnh mình học đúng không ạ? Câu hỏi số 14 nào, công thức nào sau đây là thành phần chính của quặng bozit? Quặng bozit của bạn là gì ạ? 14 nào? 14 chọn gì? Quặng bozit của mình đó là Al2O3, ngậm gì nhỉ? Ngậm hai nước nhá. Câu hỏi số 15, kim loại nào sau đây được dùng làm dây dẫn điện thay cho đồng này À cái này các bạn biết không ạ Kim loại nào sau đây được dùng làm thay dẫn điện cho đồng Thông thường thì bạn hay hay dùng đồng đúng không ạ để làm dây dẫn điện đúng không ạ? Vậy thì ở đây mình sẽ có một cái kim loại khác cũng sẽ có một cái tính chất dẫn điện tương đối là tốt và được sử dụng cũng tương đối là rộng rãi đấy. Thì câu 15 các bạn chọn gì? Chuẩn luôn, đó chính là nhôm nhá, nhôm. Ngoài đồng ra thì mình sẽ sử dụng cái thằng nhôm các bạn. <laughs> có rất nhiều cái dây điện bằng nhôm đấy các bạn. Câu hỏi số 16 này trong công nghiệp kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy? Đấy, nhìn thấy chữ nóng chảy chưa? phương pháp điện phân nóng chảy thì bạn sẽ điều chế cho các kim loại các kim loại có tính khử mạnh ví dụ như là natri ở đây à, câu hỏi số 17 glucid nào tạo tạo ra vị ngọt sắc này và là thành phần chính của mật ong tạo ra vị ngọt sắc và là thành phần chính của mật ong đọc đây mình biết là fructose rồi Chờ nhá là fructose giải như này còn chưa chậm nữa hả <laughs> đọc ý nào khoanh ý nào anh cũng phân tích cũng có giải thích bên cạnh đúng không <laughs> Có câu nào anh 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 chọn anh không giải thích cho bạn đâu. Câu số 18 này dung dịch NaCO3 không phản ứng với chất nào sau đây? Dung dịch HCO3 không phản ứng với chất nào sau đây ạ? 18 các bạn chọn gì? Ráp đi anh à, anh vừa ngủ dậy anh anh. không ráp nổi luôn đấy. Không hiểu sao giọng nó cứ bị cứ cứ bị chậm chậm không kiểm soát được. Câu số 18 dung dịch NaCO3 không phản ứng với chất nào sau đây? Này các bạn chọn gì ạ? Rất nhiều bạn chọn C nha Các bạn để ý giúp anh này Phân tích cho bạn nghe nhá Dung dịch ná CO3 Cái gốc ná siêu 3 này HCO3 trừ nó rất dễ phản ứng dung dịch 3 giờ Ok Bắt buộc phản ứng Ở đây bạn thấy là HCO3 trừ cộng với H cộng ở đây sẽ tạo ra khí CO2 này Cũng phản ứng luôn Còn các kim loại tan như natri Thì bạn hình dung là natri là kim loại tan rồi nó sẽ tan trong Thực tế ra thì nó sẽ tan trong dung dịch của thằng này tan trong nước của thằng này nhưng mà nó vẫn xảy ra phản ứng đấy các bạn nó vẫn xảy ra phản ứng đấy còn đây chỉ có đáp án d thôi bacl 2 thôi Đấy bạn thấy là gì bacl 2 là làm sao phản ứng với thằng này được không hề không xảy ra quá trình phản ứng nào cả phải là d đừng nhận c nhá câu hỏi số 19 là ở đây các bạn có alanin phản ứng với NaOH thì thu được a vậy thì a của bạn là gì a của bạn là muối được chưa muối đấy phản ứng với hcl thì bạn thu được một cái x x ở đây là gì x ở đây là gì nhỉ bạn nào thì xác định cho anh chất X xem nào, 19 nào. 19 chọn gì ạ? 19 chọn gì các bạn ơi? 19 một bạn chọn A này. Ôi rất nhiều bạn chọn A này. 19 cơ mà <laughs> Comment lại đi xem nào. 19 ra lại chọn A được. Đây là cái gì? <laughs> Đây là kiểm tra của 12 À đây là đề thi thử em ạ Đề thi thử Trung học phổ thông quốc gia nhá Đề thi thử Trung học phổ thông quốc gia đấy 19 mà các bạn chọn A được thì toang rồi 19 các bạn phải chọn gì cho anh Các bạn phải chọn B Bạn hình dung này Alanin khi phản ứng với NaOH Thì bạn sẽ có một cái Cái muối của nó là muối gì nhỉ à, đây nó sẽ có COONA Tuy nhiên COONA này khi phản ứng với HCL Thì nó sẽ quay về gốc axit nhá Và HCL nó sẽ nhỏ phản ứng vào nhóm trước của amin ấy Đây mới là cái muối của bạn B Bình tĩnh mà chọn thôi vội quá rồi sai nhoe hết cả ra Câu hỏi số 20 là kim loại sắt không tác dụng đối với chất nào sau đây Nhớ cho anh là không tác dụng này Sắt thì không tác dụng với gì ạ Sắt thì sẽ không tác dụng với muối ăn thôi Đúng không? Sắt thì sẽ không thể tác dụng được với muối ăn Câu hỏi số 21 nào chất nào sau đây ở trạng thái rắn này Chất nào sau đây khi ở trạng thái rắn Thì nó có tính thăng hoa Còn được gọi là nước đá khô à, Cái này các bạn biết là gì không ạ Chất nào sau đây ở trạng thái rắn thì nó có tính thăng hoa Và nó được gọi là nước đá khô ạ 21 là gì? Chuẩn luôn các bạn comment chuẩn hết đấy chứ nhỉ 21 C nha CO2 đấy ạ 21 C Câu hỏi số tiếp theo, câu hỏi số 22 Người ta cho lượng dư FECL2 nhá Dư lần lượt vào các thằng như thế này Được chưa ạ? Người ta yêu cầu là số dung dịch thu được kết tủa này Ok, đếm cùng anh nhá Nào hát có không ạ? Có các bạn, các bạn thấy là có FE2 cộng, có OH uh trừ Tạo ra là gì? FLH tất cả hai lần HCL có không ạ? Không AGNOA có không? có mình nhớ cho anh F2 cộng sẽ cộng với AG cộng để tạo ra kim loại gì ạ? Kim loại AG. Ok chưa? Để tạo ra kim loại AG. H2SO4 thì không, ở đây bạn sẽ có hai thằng. Em xin cái gì? <laughs> Ôi, chuột của anh hỏng rồi. <laughs> xin cái gì ạ? Em tốt nghiệp 4 năm rồi em vô xem được không? Ôi trời ơi, các bạn vào xem thoải mái. 9,25 hóa năm 2022 Đây ạ, à, nhà vía cho mấy hai mươi cái giáo kinh đây Giỏi thế <laughs> Đấy, các anh chị, anh chị nhà vía rồi đây các bạn <laughs> Nhớ, vơ hết lại, vơ hết lại Sợ thật <laughs> Lấy đề kiểu gì đó, các bạn vào group ở trên phở bò Các bạn lấy đề giúp anh nhá Group trên phở bò có đề đấy Ok, hello bạn đang xem live stream nha Anh sửa các bạn được đến đây khoảng tầm 5 điểm rưỡi Bạn mới thấy là mấy có 5 điểm rưỡi rồi đấy Giờ mình lại tiếp tục sửa tiếp này Em xin vía của anh thôi à Ôi trời ơi vía của anh Vía của anh thì cao lắm Trời ơi các bạn Vía của anh cao lắm <laughs> Không xin được Rồi số 23 nhé Ở đây các bạn sẽ có một cái hemoglobin này Các bạn hình dung ấy, một Một hemoglobin một hemoglobin thì có chứa là gì ạ? 0,4% là Fe. Vậy thì ở đây các bạn hình dung này, mỗi phân tử hemoglobin thì lại chứa một nguyên tố Fe. Vậy thì khối lượng gần đúng của hemoglobin là gì? Ok chưa? Các bạn hình dung ấy, một nguyên tử Fe thì nó sẽ nặng 56 đơn vị carbon đúng không ạ? 56 đơn vị carbon mà một hemoglobin ấy thì nó sẽ chứa là 0,4% Fe. Vậy thì mỗi phân tử hemoglobin thì nó sẽ như thế nào? Các bạn lấy 56 bạn chia cho gì? Cái thành phần của Fe thôi. đấy 0,4 gì ạ? 0,4% thôi. Thì đây các bạn được là 14.000. 14.000 đúng không ạ? 14.000 thì mình chọn gì? Chọn C. Ok chưa? 14.000 thì chọn C. muốn <laughs> nghiên chọn xe nhá Rồi bây giờ sẽ là những bài tập tính toán Anh nghĩ nó phức tạp hơn rồi này Bạn đợi anh lấy cái tờ giấy nháp nhá Trong lúc đợi anh lấy giờ tờ giấy nháp thì comment tương tác đi <laughs> Đấy anh dậy tới mấy giờ ấy? Anh sẽ dạy uh, like sửa hết cho bạn nốt cái đề này Khoảng tầm uh, 9 giờ hơn 9 giờ Thì lại 9 giờ 15 Ok chưa? Bây giờ sẽ là những câu nó phức tạp một chút như câu 24 thì cũng hơi phức tạp rồi đấy. Đấy, nhưng mà các bạn yên tâm các bạn học cơ bản các bạn bình tĩnh tại vì các bạn đang còn rất nhiều câu dễ phía sau. Từ từ nhá. Từ từ bình tĩnh nghe câu này đi. <laughs> Được hay không thì cứ nghe, sao lại nhả vía 96 hóa? Hóa này có giống toán đâu mà lại 96. <laughs> 24 nào. 24 đấy các bạn nhìn thấy là gì ạ? Hai chất hữu cơ này. Có công thức phân tử đều có CHO phản ứng vừa đủ ở đây với là gì? 0,5 mol dung dịch 3 giờ. Sau phản ứng các bạn thu được hỗn hợp gồm hai muối của hai axit carboxylic no đơn chức và một ancol no đơn chức này. Đấy, hai muối no và một ancol no. Người ta cho gì ạ? Người ta cho ancol phản ứng với natri thu được khí này. Ở đây bạn hình dung ancol no đơn chức ấy, khí bạn đây là khí H2 0,15 được chưa? Thì bạn để ý giúp anh nha. Đây. Khi mà bạn có số mol của H2 ấy, số mol H2 này thì bạn sẽ có số mol của Y là bằng với nhiêu? Số mol của Y sẽ gấp đôi số mol H2 nhá. Vậy thì số mol ancol no của mình bằng 0,3. Vậy thì chắc chắn của mình ấy sẽ có một X của mình sẽ gồm hai chất được chưa? Gồm hai chất. Và mình sẽ có một cái chất mà tạo ancol ấy, có nghĩa là một cái thằng este ở bạn ấy, RCOOR sẽ có số mol bao nhiêu ạ? Gấp đôi số mol H2, 0,3 mol. Được chưa? Vậy thì bạn hình dung này, hai cái thằng này hai thằng này đơn chức tổng số mol của nó là Vậy thì tại sao chỉ có một 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 chất ở đây là bằng 0,3 à? Một chất tạo ancol bằng 0,3 ạ? À? Tại vì sao? Tại vì đơn giản thôi, cái thằng còn lại các bạn nó sẽ có dạng là của một axit ở đây R2, COH đi nhá. Nó sẽ có dạng axit. Axit thì phản ứng với gì? Axit thì phản ứng với cao KH thì không thể thu được ancol rồi. Chỉ có 0,3 mol ancol phía trên thôi. Bảo toàn này, ở đây mình thấy là 0,5 mol đúng không ạ? Tổng đúng không ạ? Vậy thì ở đây 0,3 thằng phía dưới sẽ còn là 0,2 mol. Đơn giản đúng không ạ? Tiếp theo bạn có là gì ạ? Ammonic khi mà đốt cháy thì có CO2 29 12 chia cho 22,4 Thì đây các bạn sẽ có là 1,3 1,3 mol Được chưa? 1,3 mol thì mình làm cách nào Bây giờ mình sẽ phân tích này Trong này có N carbon đi Trong này có M carbon Thì đây các bạn sẽ suy ra 0,3 nhân với N này Cộng 0,2 nhân với M Thì bằng gì? Bằng 1,3 chưa? Đây bảo toàn C Chuẩn chưa? Vậy thì khi mà các bạn có hai ẩn ấy, hai ẩn một phương trình hai ẩn một phương trình tuy nhiên ở đây nhá n và m là số nguyên tử carbon thì nó bắt buộc phải nguyên ok chưa các bạn mà thực tế ra bạn nào nhắm được thì nhắm đấy, còn không nhắm được các bạn dùng table cho anh ở đây bạn lấy 1,3 các bạn trừ đi là gì 0,3 x chia cho 0,2 thì n ở đây này sẽ là giá trị của x và các bạn hình dung nhé n là số nguyên tử este trong thằng này n bắt buộc phải là gì ạ n bắt buộc phải lớn hơn hoặc bằng 2, nó là este mà đây các bạn sẽ cho nó chạy từ 2 đến 10 đi ok các bạn thấy là trong cái quá trình nó chạy từ 2 đến 10 thì nó chỉ có một cặp số nguyên là gì ạ các bạn chỉ có một cặp số nguyên dương duy nhất là 3 và 2 thôi vậy thì khi mà 3 và 2 vậy thì chứng tỏ n bằng n bằng 3 còn m m bằng gì ạ bằng 2 vậy thì từ đây các bạn sẽ có chất là gì ạ khi bạn thấy này thằng này là có m bằng 2 này thì bạn sẽ xác định ra axit của bạn đây sẽ là ch 3 coh ok chưa? đây là axit của bạn thì thằng ester này các bạn để ý cho anh cái este này cái gốc axit của nó phải khác so với gốc phía dưới nhá đừng chọn gốc giống nhau nhé tại vì khi mà gốc giống nhau thì bạn chỉ thu được một muối thôi dẫn đến đấy các bạn sẽ chọn cho anh là gì ạ đó chính là h c, -O -C 2 h h 5 đơn giản chưa sau đó các bạn thay vào các bạn tính khối lượng thôi <laughs> sau đây vào tính khối lượng cho anh là được dễ đúng không làm gì khó lắm đâu người ta yêu cầu tính cái gì nhỉ tính mg ở đây đó là mg muối này Ok, số mol thằng này 0,3 nhá, số mol thằng này 0,2 nhá. ok các bạn hoàn toàn có thể là tính được khối lượng ngay lập tức này các bạn lấy 0,3 được chưa ạ? Muối của mình, cái muối đầu tiên của mình ấy đó chính là HCONA. Đây. Cộng với muối số 2 là gì ạ? CH3COONA. Các bạn sẽ có 36, 36,8 nhá. Chọn đáp án động cho anh là đáp án C. Ok chưa? Lụm mà Khó thế con này khó gì? Nhanh chưa gì các bạn đã cứu khó rồi, này dễ rồi. <laughs> Trời ơi. À, thi đại học gặp câu như này xuất xuất gặp là mấy á? Sao cho gặp là 100% các bạn học đi. Ờ <laughs> à, cái comment của anh sao nó nhảy lên tai tinh ấy. Chẳng thấy gì. Thôi, học tiếp đi. Ai à, sẽ có một bạn hỏi là đăng ký học phí bao nhiêu đúng không? Ok các bạn uh, cho phép anh uh, giới thiệu một tí nhá. Cho phép anh giới thiệu nhá, đừng tụt view nhá. Ở đây ấy, bên anh thì uh, sẽ có sắp tới thì anh muốn uh, sắp tới sau tuần thì anh sẽ dạy các bạn khóa ôn cấp tốc luôn. Khóa ôn cấp tốc nha. Khóa ôn cấp tốc này thì uh, sẽ dành cho những bạn đối tượng như thế này này, các bạn quan tâm xem có phù hợp với đối tượng của mình này. Đối tượng thì sẽ là các bạn học sinh hiện tại đang ở cái ngưỡng khoảng tầm 5 đến 6 điểm gì đó. Ok chưa? 5 đến 6 điểm dưới 5 sau điểm thì cũng được. Thứ hai đó là mục tiêu của bạn. Mục tiêu của đối tượng này thì đâu đó khoảng tầm 8 đến 8,5 điểm sau khi bạn học cái khóa này. Ok chưa? Đó là khóa ôn cấp tốc nhá thì nó sẽ có như vậy. Hai thì bạn có thể đăng ký khóa luyện đề bên này. Khóa luyện đề. Thực tế ra thì bên anh có khóa vận dụng cao nữa, tuy nhiên thì vận dụng cao thực tế ra bây giờ anh không muốn tuyển thêm nữa đấy. Vận dụng cao anh dạy được một thời gian rồi anh cũng không muốn tuyển thêm lắm. Bạn nào thích thì có thể đăng ký vào học còn không thì thôi. Đó. còn là khóa ôn cấp tốc nhé thì bạn yên tâm một điều rằng là trước kia anh có dạy một cái lớp cơ bản thì lớp cơ bản lộ trình học tương tự lớp ôn cấp tốc này chỉ là lớp cơ bản các bạn học với anh cách đây khoảng tầm một tháng rưỡi rồi thôi thì nếu như bây giờ các bạn vào cái lớp ôn một tháng rưỡi đó rồi thì bạn sẽ bị chậm đi rất là nhiều đấy cho nên là đây đây là cái lớp mới mở vào tuần sau các bạn hoàn toàn có thể đăng ký ngay từ bây giờ đăng ký sớm thì được ưu đãi lên đến 300 k lần nữa nên là đăng ký sớm và học sớm nha đây đây, anh vừa mới thoát ra một chút thôi, có có chút có chút đột xuất đợt xuất thôi. Hôm ra các bạn hỏi gì nhỉ? Đây anh trả lời một số câu hỏi của các bạn nhé. À, bao giờ cứ cầm đề vừa vừa vả vừa ôn thi thôi. Như gì? Em học thêm ở ngoài khoa học cơ bản được không à? Nếu mà ví dụ nhé các bạn hình dung ấy, các bạn đến đây này. Lớp cơ bản thì sao bạn biết không? Lớp cơ bản nha. Các bạn hình dung nhá. Đối tượng nào phù hợp với lớp cơ bản này? Thực tế ra cái lớp cơ bản này của anh ấy Ban đầu thì bạn cũng ở cái ngưỡng 5 đến 6 Thì anh dạy các bạn một thời gian rồi Bây giờ quanh quanh cái điểm 7 rồi Anh nghĩ là lớp cơ bản bây giờ quanh quanh 7 đến hơn 7 rồi Cho nên là bạn nào mà hiện tại các bạn 7 cộng Các bạn khoảng tầm 7 đến 7 cộng gì đấy Các bạn muốn học thì bạn có thể theo lớp cơ bản Lớp cơ bản thì chương trình nó học nhanh hơn Và nó sẽ học được nhiều hơn So với lại lớp ôn cấp tốc Đó Bạn hoàn toàn có thể học nhá <cười> <cười> mũi anh nó bị sao ấy chữa tiếp đi ấy, thì các bạn bình tĩnh cho anh kiếm cơm rồi ạ đây quay lại chữa tiếp luôn hỏi số 25 mươi <laughs> nè chắc là sau đây không bị nhiệt phân à? à đây các bạn hỏi chắc là sau đây không bị nhiệt phân à? cái này rất là dễ này không biết mấy cái thằng này như thế nào nhé nhưng mà mình quan tâm thằng này các bạn có nhớ là al hai o ba không ạ al hai o ba thì nó phải là cái thằng gì ấy? nó phải là nó phải là bị điện phân thằng này là phải là gì ấy? điện phân nóng chảy chứ không có chuyện là nhiệt phân được đâu phải dùng điện mới được nha Câu hỏi số 26 này hiện tượng ăn mòn điện hóa học xảy ra khi bạn cho một chiếc đinh làm bằng thép vào cái gì sau đây Có nghĩa là hiện tượng ăn mòn điện hóa này Ở đây các bạn có đinh làm bằng thép ấy, thì nó sẽ là hợp kim rồi Vậy thì bây giờ mình sẽ cần cho vào cái dung dịch nào sau đây Thì sẽ có cái quá trình này ạ Tụt like 100 người luôn, kệ nó không sao đâu các bạn Tụt like thôi, đang có trăm người Nói chung là trăm người là anh vui rồi <laughs> các bạn chưa khó học là ok các bạn cứ tập trung học kệ nó view viết là liên quan đến anh chứ đúng không ạ view nó thấp thì anh buồn chứ các bạn buồn gì thì... ơ <laughs> ờ, ơ cái gì ơ ờ cái gì mà ơ bờ gì con này là gì ạ? Đúng rồi, con này là bờ dung dịch NaCl các bạn nhé. Tại vì dung dịch NaCl ấy thì thằng này nó trong dung dịch thì nó sẽ phân ly ra ion Na cộng và Cl trừ này thì nó mới là dung dịch chất điện ly. Chứ còn những cái thằng này thì nó không phải là dung dịch chất điện ly đâu nhá Ok chưa Anh có đăng lại nhá Cái gì quân chung gì đấy hỏi anh có đăng lại không Anh có đăng lại nhá các bạn chú ý nhá Câu hỏi số 27 nào. Câu hỏi số 27 ở đây các bạn sẽ có một bài toán về phản ứng nhiệt nhôm Sau phản ứng thì bạn thu được hỗn hợp Y được chạy Sau đó thì mình cho Y phản ứng với 0,4 mol naoh này Thu được khí ở đây là 0,15 mol này Thì bạn để ý cho anh này <laughs> Để ý cho anh này ở đây mình có là gì? Ở đây khí thoát ra, các bạn biết tại sao lại có khí thoát ra không ạ? Khí thoát ra vì sao nhỉ? Tại vì nhôm dư bạn nhé. Khí thoát ra đây là do nhôm dư này Bảo toàn E thì bạn sẽ tính ra được ngay số mol của nhôm bằng 0,1 thôi Bảo toàn E Tiếp theo bạn thấy nhá uh, Ngoài nhôm ra thì bạn sẽ có gì ạ? Sản phẩm đó là AL2O3 Thì bạn sẽ thấy là hai thằng này cùng phản ứng với NaOH Các bạn sẽ có cho anh ấy số mol của nhôm ấy thì nó sẽ bằng số mol của OH trừ mình đi bảo toàn cho nó nhanh. Số mol OH trừ bằng 0,4 rồi, 0,4 trừ đi 0,1 là còn 0,3. 0,3 chia đôi vậy thì thằng này sẽ bằng 0,15 chưa? Ok chưa? Sẽ bằng 0,15 chưa? Rồi, vậy thì đây người ta yêu cầu bạn tính gì nữa nhỉ? Giá trị của kim loại M đúng không ạ? <laughs> M đó là hỗn hợp ban đầu thì đây bạn tính Y thôi. À, ngoài cái thằng này ra thì bạn còn Fe. Số mol Fe thì bằng bao nhiêu ạ? Số mol Fe thì mình sẽ đi cũng đi bảo toàn e sẽ bằng số mol của nhôm trong cái Al2O3 sẽ bằng 0,3. <laughs> cộng lại thôi. 0, 1 x 27 cộng 0, 15 x 102 cộng 0, 3 x 656. Ok chưa? Đây các bạn sẽ có 34,8 chọn đáp án đúng cho anh là đáp án C. Dễ quá mà đúng không? À bạn nào quan tâm khoa học thì bạn inbox anh qua TikTok nhé. Quan tâm khoa học inbox anh qua TikTok đăng ký sớm trong ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay ngày mai gì đấy thì bạn sẽ được ưu đãi tương đối nhiều đấy. Sau về ta gốc thì nó sẽ đắt hơn ấy. Hoặc các bạn có thể đăng ký theo nhóm nếu các bạn một hai bạn đăng ký với nhau ấy biết nhau mà muốn rủ nhau học ấy thì bạn có thể đăng ký nhóm thì anh sẽ giảm cho các bạn nhé đăng ký nhóm sẽ giảm đấy anh có full lý thuyết không hả à? đợi đợi có có hay có, có nhưng mà đợt nào anh anh sửa cho các bạn <laughs> fe như nào hả các bạn muốn tính fe ở đây thì rất đơn giản thôi các bạn đi sử dụng bảo toàn e cho anh này bảo toàn e ở đây bạn thấy là al 0 ạ sao phản ứng nó lên al cộng ba được chưa? FE đây là FE cộng 3 không ạ? Sau đó nó xuống FE 0 ạ Thì mình sẽ có là sắt Thì nó sẽ nó sẽ nhận 3 e Còn nhôm thì nó sẽ nhường 3 e Được chưa? Dẫn đến số mon sắt sẽ bằng số mon nhôm Số mon nhôm phản ứng nhá Mà nhôm phản ứng ý, thì nó sẽ chạy hết vào AL2O3 0 3 mon chưa ạ? 0 15 nhân đôi này 0 3 <laughs> Đấy bạn sử dụng linh hoạt cái việc bảo toàn e thôi Là bạn hoàn toàn có thể làm được câu này rồi Anh giảng từ từ mà anh có giảng cũng nhanh đâu Trời ơi chỉ là các bạn không hiểu về bảo toàn e thôi <laughs> Nói từ từ mà Câu hỏi số 28 này Nhiệt độ nóng chảy cao nhất là gì ạ? Là Wolfram Câu hỏi 29 Phản ứng nhiệt nhôm Xảy ra khi mà cho nhôm tác dụng với Chất nào sau đây ở nhiệt độ cao Câu hỏi 29 các bạn chọn gì ạ? AL0.1 là sao hả? AL0.1 em cũng là bảo toàn e nhé Ở đây các bạn thấy này, Y phản ứng với nào hát ấy thì tạo, tại, sao lại tạo ra khí H2 để do nhôm nhôm thì nó nhường 3 e còn H2 thì nó nhận 2 e 2 nhân với 0,15 bằng 0,3 0,3 chia 3 thì bằng 0,1 là vì như vậy đó câu hỏi số 29 đáp án đúng của mình sẽ là phản ứng nhiệt nhôm đúng không ạ phản ứng nhiệt nhôm sẽ là nhôm và một cái oxit kim loại rồi nhưng mà không được chọn thằng này đâu nhá kim loại này làm sao điều chế phản ứng nhiệt nhôm được phải chọn Fe2O3 Câu hỏi số 30 là thủy phân một cái este bạn thu được ancol ethyl này, để ý cho anh này ancol này có 2C, axit propionic thằng này có 3C. Vậy thì công thức phân tử là gì? Các bạn thấy không ạ? Đây đều là các gốc no. Vậy thì chắc chắn nó phải là C5 rồi. C5, C5. Nhưng mà C5 h gì? C5 phải đi H10 nhá. No mà. C5H10. Câu hỏi số 30 là đây cuối chuẩn luôn Ngọc Nhung nha. Câu hỏi số 31 nào, một câu về uh, gì ạ? Một câu về nhiệt lượng đúng không ạ? Con này rất là dễ các bạn nhìn cho anh như sau này xử lý cho bạn nhé. 31 thì đơn giản các bạn à, lập cho anh cái hệ phương trình thôi đúng không ạ? Có gì đâu. Bạn nhìn này, một cái mẫu cồn, cồn thì chứa thành phần chính là C25H, ngoài ra thì có lẫn một chút cái tạp chất cs 3 oh Ở chỗ một mol cồn này thì thoát ra từng nấy nhiệt, còn một mol gì ạ? Một mol cs 3 oh thì thoát ra từng nấy nhiệt. Ở chỗ đốt cháy hoàn toàn 50 kg cồn thì bạn hình dung ấy, 50 kg này này chính là khối lượng của thằng này và thằng này. Vậy thì giả sử anh đặt thằng này là amon. Thằng này là B mon được chưa? Thế anh sẽ có một phương trình là gì ạ? 46A cộng với 32B sẽ là bằng gì? 50. Tổng khối lượng mà. Phương trình tiếp theo là phương trình gì ạ? Phương trình về nhiệt. Thì bạn cứ nhớ cho anh ấy quy tỏa nhân với hiệu suất thì bằng quy nhận. Quy tỏa là gì? Ở đây bạn thấy là A mon tầng này thì nó sẽ tỏa ra bao nhiêu? 1370 nhân A cộng với 716 nhân B. Đóng ngoặc lại các bạn hình dung này. Giả sử lượng nhiệt thất thoát là 20%. Khi mà lượng nhiệt thất thoát là 20% thì hiệu suất của mình là gì ạ? Là 80% nhá. Nhân với 80% thì bạn sẽ có một lượng nhiệt là gì ạ? 50 kg cồn thì thu được lượng nhiệt là 1167,6. 1167,6 chưa? Đơn giản các bạn đi giải hệ phương trình cho anh thôi. Giải hệ phương trình hai ẩn thì bạn tính ra được là gì ạ? Tính ra số mol, có số mol thì bạn tính khối lượng thôi ạ. Hình dung vấn đề gì chưa? Quan trọng là các bạn phải biết là các bạn đang đi tính cái gì nha mục tiêu của mình là gì thì bạn cứ cứ cố gắng mà kiếm cho nó bằng được thôi. <laughs> 1370 này, 716 này, 1167, 6 chia cho 0,8. Ok. Ở đây bạn có số mol A là bằng 1. Tuy nhiên mình không quan tâm A làm gì cả, mình quan tâm cái tạp chất sẽ bao hát thôi. 0,125 chứ ạ. Ok, 0,125 nhân với gì ạ? Phân tử khối là 32 chia cho tổng khối lượng là 50. Các bạn sẽ có 8%. Thấy không ạ? <laughs> quá là dễ anh anh không được mười đâu <laughs> anh làm gì được mười bấm máy trước nhưng vẫn chậm hơn anh à giải à, các bạn phải có kỹ năng anh thì anh mà bấm máy phát thì nó ra luôn thôi nhưng mà muốn biết là cho bạn xem ý <laughs> anh chưa dễ hiểu à ấy trời ơi các bạn thấy dễ hiểu thì bạn hãy tương tác giúp anh đi xem nào trời ơi bạn xem livestream của anh thấy hay có thể thả tim cũng như share livestream giúp anh nha bạn có thể là share livestream đến bạn bè của bạn dù nhau vào đây học hành nhá các bạn muốn đăng ký học nhóm thì bạn có thể là liên hệ anh anh sai một câu dễ thì phải á à? thực tế ra câu đấy cũng là một câu lý thuyết đấy có đấy không là một câu dễ đâu nhưng mà đối với anh thì câu đấy là câu dễ <laughs> tại vì câu đấy nó không khó với anh nhưng mà anh lại làm sai ai Anh đau, anh đau đấy Anh làm sao câu Nhớ nhắc các bạn luôn này, bạn nào không biết phương trình này bắt buộc phải biết nhé Các bạn nào xem like của anh là các bạn không được quên phương trình này Nó chỉ đơn giản là ancol cộng với CO thì tạo ra axit thôi Axit acetic điện Bắt buộc là các bạn xem like anh là không được quên phương trình này nhé Ám ảnh Ám ảnh con cái, cái, cái phương trình này luôn Thực tế ra anh biết Có phải là học học đến khi thi mà không biết phương trình này nữa thì đúng hơi phí anh biết nhưng mà đi city anh vẫn 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 làm sai như thường <cười> buồn <cười> Rồi đấy chưa ạ Câu hỏi số 32 nhá 32 là một câu hỏi lý thuyết đếm nào con này cũng hay đấy các bạn Xem người ta yêu cầu bạn chọn gì nhá Chọn phát biểu đúng 32 chọn phát biểu đúng Ở đây các bạn có là tơ lắp san được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng Đúng hay sai ạ Trùng ngưng là chuẩn rồi à, Thằng này nó, nó từ chi peptide trở lên ấy, là đã có phản ứng màu bure rồi Ở điều kiện thường phenol là gì ạ? Các bạn để ý cho anh này. Ở điều kiện thường phenol của bạn là chất rắn đấy nhá. Ở điều kiện thường phenol là chất rắn đấy. À, dầu ăn để lâu trong không khí này thì bị oxy hóa chậm, tạo ra các chất độc hại đúng rồi. Các chất béo ấy thường để lâu trong không khí thì nó sẽ bị oxy hóa chậm, tạo ra những cái chất uh, không tốt cho cơ thể. Ý e thì sao glucose dùng làm thuốc tương lực cho người già và người ốm chuẩn. Lòng trắng trứng là gì ạ? Lòng trắng trứng là dung dịch protein, nó có nhiều protein và bị đông tụ khi đun nóng chuẩn luôn. Đó là các đây là tính chất gì ạ? Các bạn biết tính chất đông tụ là tính chất gì không? Tính chất vật lý đấy nhá. Tính chất đông tụ là tính chất vật lý của protein đấy nhá, không phải hóa học đâu. 1 2 3 4 5. <laughs> 1 2 3 4 5. Anh có dạy chương trình mới không sắp tới bạn nhé. Các bạn à, các bạn cứ follow anh đi. Sắp tới anh sẽ dạy chương trình mới cho bạn. Chương trình à, các bạn K7 K7 đúng không ạ. Có yên tâm, anh có phải dạy mấy tháng rồi anh nghỉ đâu cũng có thể nhưng mà chắc là anh sẽ dạy nhiều đấy sao <laughs> <laughs> khoa ghi vật lý thì chả là vật lý à rồi ơi chẳng nhẽ anh lại mồm điêu câu hỏi số 33 ba một câu về uh, sơ đồ chuyển hóa nhá một câu về sơ đồ chuyển hóa đơn giản thôi con này nhá nhìn cho anh mình có là hữu cơ no đá trước rồi có bốn oxy vậy ok không cần xác định số pi làm gì đâu no rồi nhá không phải một mol x này tác dụng vừa đủ với thằng này đây mình lấy cho anh là 100 mình nhân với 8% chia cho 40 thì bạn có là rượu không phải một mon không thằng này thì phản ứng với không phải hai mon Nao hát. rõ ràng nó hai trước thì nó phản ứng với 2 NaOH Thấy chưa thu được cái sản phẩm hữu cơ y trước này và đây các bạn thấy là 17,8 bảy gram hỗn hợp muối không ạ Đấy giải ơi bạn thấy chưa ở đây người ta thu, bắt bắt buộc thu được y là đa trước và 17,8 bảy gram hỗn hợp muối thì, thì, dẫn đến công thức của bạn là gì câu hỏi số 33 công thức của bạn là gì 33 là gì nè <laughs> khả năng nó sẽ rơi tình huống như này các bạn đây. CO à, muốn thu được cái sản phẩm hữu cơ y là đa chức đúng không ạ? Thì ở đây tối thiểu của nó sẽ có một C này. Đây tối thiểu của nó sẽ có một C như thế này, 2C chưa ạ? Ở đây các bạn có 7C. 7C thì là còn 3C. 3C thì mình sẽ phân tích như thế nào ạ? 3C ở đây thì mình có thể là có rất nhiều trường hợp nhá. À thằng này có rất nhiều đồng phân các bạn ạ. Thằng này có cực kỳ nhiều đồng phân luôn. Lát viết cho mà xem. <laughs> ok chưa? Ở này có nhiều đồng phân lắm các bạn để ý cho anh này Đây là một trong những chất thỏa mãn cái tính chất của bài toán Các bạn thấy thu được Y là ethylene glycol đa chất chưa ạ Và đây các bạn thu được hỗn hợp muối chưa ạ Thỏa mãn rồi À mình thử tính số mol À từ từ bình tĩnh bình tĩnh Mình chưa xử lý đến khối lượng ở đây các bạn ạ Mình phải xử lý khối lượng nữa cơ anh quên mất ở đây khối lượng thì bạn sẽ xử lý như thế nào? Các bạn thấy là gì ạ? Số mol của x là bằng 0,1 rồi Dẫn đến cái thằng gì ạ? À, không, ở đây mình nên đi xác định ancol cho anh nhá. Các bạn để ý giúp anh phần này này, phần này này. Bây giờ anh sẽ đi bảo toàn khối lượng để anh tính cái thằng ancol y, chứ anh không 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 quan tâm thằng khối lượng muối, tại vì muối hơi khó xác định. Các bạn lấy 0.1 nhân với 12 nhân 7 cộng 12, 16 nhân 4 cộng với natri đúng không ạ? À, trừ đi là gì Trừ đi muối. Thì đây, đây chính là khối lượng của ancol. Mà số mol ancol thì chính là bằng số mol của x chia cho 0.1. Thì bạn sẽ có ancol bằng 62. 62 là gì 62 biết là gì không ạ? 62 là C2H4OH tất cả hai lần ethylene glycol. vậy thì cái công thức đơn giản nhất của nó này, này anh vừa viết công thức đơn giản nhất của nó này cái phần này này là cái phần cố định các bạn nhé tại vì bắt buộc phải tạo ra ancol là gì ạ ethylene glycol. phần này cố định ok phần này cố định vậy thì nhé các bạn nhìn giúp anh như sau này khi ở phần này cố định ấy, thì những cái phần còn lại đây nó không cố định hoàn toàn các bạn có thể viết đồng phân vậy thì đây là một trong những đồng phân đầu tiên của bạn nhé đây HCO này giả sử ở đây là R đi nhá CO R nhá đây các bạn thấy có 3 C không ạ Vậy thì một trường hợp nó sẽ nằm ngang. Nhưng ngang như thế này luôn, các bạn sẽ có là gì? Một đồng phân. Đồng phân tiếp theo thì bạn cho gì ạ? Các bạn cho một carbon lên phía trên, COO, R và đây là gì ạ? CC uh, CO. Các bạn có hai đồng phân chưa? Ngoài ra các bạn có gì ạ? Thằng này các bạn có thể cho nhánh của nó cũng được này, thằng này cho nhánh được nha. R CO và đây sẽ có hai C và đây các bạn cho một cái nhánh. Ok chưa? <laughs> đây là các đồng phân của bạn đấy. Được không? hợp lý đúng không <laughs> cái gì con này ngọt sớt à con này dễ mà con này không khó một chút nào ấy con này dễ thôi bạn thấy là mình sẽ có đây là các đồng phần của nó hợp lý chưa phần đằng sau cố định nhé những cái phần cố định thì bạn không thể thay đổi nó được đâu các bạn chỉ thay đổi những cái phần nó có khả năng linh động được và bạn để ý đây này nó thu được hai muối thì bắt buộc hai cái gốc axit này của bạn phải khác nhau không có chuyện trùng nhau đâu nhá vậy thì đây người ta cũng bảo là bốn công thức cấu tạo thì là sai rồi chỉ có ba thôi y có khả năng hòa tan thằng này đúng không ạ có hai nhóm oh liền kề Hòa tan tốt, thu được dung dịch màu xanh lam. Đun nóng một trong hai muối trên thì thu được là với hỗn hợp vôi tôi này, thu được ở đây là CH4. Thì bạn để ý giúp anh này, hai muối của bạn thì rất nhiều trường hợp. Nếu như các bạn xét trường hợp 1 hoặc là trường hợp số gì ạ? Trường hợp số 3 này thì bạn sẽ thấy là có HCO và cái gốc này đúng không ạ? Rõ ràng là hai gốc này nó không thể thu được CH4 cho các bạn. Chỉ có trường hợp 2 thôi. Bạn thấy này, chỉ có CH3 ở đây này mới tạo ra CH4 thôi. Còn trường hợp 1 và ba không được, loại. X tham gia được phản ứng trắng, trắng bạc. X của bạn là gì ạ? X là cái thằng này đúng không ạ? Trắng bạc hay không còn tùy nhá. 1 với 3 thì trắng bạc được, 2 không trắng bạc được. Vậy thì Vậy thì loại luôn. Vậy thì đây mình sẽ có ba phát biểu đều là sai cả. Đây cuối. <laughs> hai cái năm vào học được không anh à? Đừng có bảo với anh là các bạn học lại nhá. <laughs> còn các bạn vào xem cho vui thì được nhá. Và học lại thì đúng là ối rồi ôi đấy. <laughs> đây cho bạn xem qua câu uh, 33 một chút. Câu 33 này mới được có 7 điểm mấy đúng không? À 8,25. Câu 23 này mới được có 8,25, em cũng 2 k 5 năm năm nay thi lại hả? Ok. Các bạn thi lại thì bạn cố gắng Chịu khó mà học cho nó chắc chắn vào, muối không nên không chia đều được. Muối sao các bạn? Ừ. Ở đây bạn hình dung là đây là có hỗn hợp là hai muối thì bắt buộc hai gốc axit của bạn khác nhau, ok chưa? Hai gốc axit khác nhau. Mà thực tế ra nó cũng không trùng nhau được cơ Làm sao trùng được các bạn Ở đây bạn thấy là có 3C Thừa ra 3C đúng không ạ 3C làm sao mà chia đôi được Hai gốc của bạn bắt buộc phải khác nhau <laughs> Ok chưa Trên 2C không được á Không được em ạ Tại vì lúc nãy em có nhớ ra anh tính ra ancol của em không Anh tính ra ancol ở đây Anh tính ra khối lượng bằng 62 Vậy thì bắt buộc nó phải là C2H4OH tất cả hai lần Được chưa Các bạn không thể đính C vào đây được Tại vì nó không phải là ancol có khối lượng như bài toán người ta cho Hiểu không ạ? Anh đã xác định nó là 6,2 gram Có nghĩa là xác định nó bắt buộc phải là ethylene glycol Cái góc đằng sau là gốc cố định rồi <laughs> Chôn chôn Việt Nam à Chôn chôn Việt Nam à X có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc á à? Thực tế ra thì X ở đây nhá Chất X ở đây có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc Các bạn hình dung là cái khả năng ở đây Nó không phải là xét một trong ba trường hợp này đâu <laughs> thường thì ví dụ nhá anh có một cái chất x ở đây hco chẳng hạn thì người ta cũng sẽ có kết luận là cái thằng này có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc thì đúng hay sai có đúng tại vì nó phản phản ứng trắng bạc được nhưng mà ở đây mình sẽ thấy là nó có ba tình huống của nó thì khó các bạn có nghĩa là người ta xét xét cả ba tình huống nhá chứ các bạn đừng đừng nghĩ đến chuyện là xét một thôi nhá nếu mà xét một thôi thì nó có thể rơi vào một hoặc là ba nó vẫn ok nó vẫn trắng bạc tuy nhiên trường hợp hai thì nó không <laughs> Đấy các bạn nào đăng ký nhóm inbox kìa Tuấn Kiệt kìa <laughs> Đấy các bạn rủ nhau đăng ký nhóm Thì nó sẽ rẻ hơn cho bạn nhiều đấy Nếu bạn đăng ký nhóm hai nhóm 3 Sẽ giảm cho bạn 100 đến 150k gì đó <laughs> Các bạn kiếm lấy chục đứa đăng ký Anh lấy cho bạn 50 nghìn À, <laughs> quên okay. Các bạn kiếm chục đứa đăng ký Anh lấy cho bạn 5 lốp thôi <laughs> Ok chưa <laughs> Em không nghĩ ra học nhóm là như thế nào đó. Ờ, kiểu học nhóm ấy là có nghĩa là các bạn các bạn có nghĩa là đăng ký chung với nhau các bạn nhắn cho anh đăng ký chung với nhau thì anh sẽ giảm học phí cho bạn tương đối so với việc là các bạn đăng ký một một kiểu vậy <laughs> anh nhớ nhầm thôi chúc lâm ạ rồi ơi câu hỏi số 34 tư nè nay chủ nhật cho nên cũng có nhiều thời gian nói chuyện với bạn cứ bình tĩnh thôi nhé yên tâm giải hết cho bạn câu 34 đi câu ba tư ở đây bạn sẽ có là gì ạ nè dung dịch naoh phản ứng với fecl 2 thu được kết tủa màu xanh không phải là màu xanh đâu nhá kết tủa kết tủa của flh tất cả lần đấy thì nó phải là màu trắng nó chỉ hơi xanh một chút thôi màu trắng hơi xanh kết tủa flh tất cả lần thì nếu để trong không khí thì nó sẽ chuyển sang màu nâu đỏ đấy ạ còn thằng này thì sao nhiệt phân hco 3 thu được thằng này sai rồi sai rồi nó phải thu được là hai co 3 co 2 và nước ở đây các bạn có là gì thằng này tan hết trong nước đúng hay sai ở đây các bạn điền cho anh một mol này ở đây bạn điền cho anh một mol này làm sao để các bạn biết thằng này có tan hết hay không ạ? Đơn giản các bạn sẽ đi so sánh OH và số mol của nhôm. Số mol OH bao nhiêu? Ở đây số mol Ba bằng 1, số mol OH của bạn bằng 2. Được chưa? Ở đây số mol Al2O3 bằng 1, số mol của nhôm bằng 2. Khi mà hai thằng này bằng nhau ấy thì nó sẽ tan hoàn toàn. Ok chưa? Nice. Thằng nào vừa bảo tan một phần đấy. Tan hoàn toàn cứ như này cho anh cho cho chắc này đừng có viết phương trình làm gì nó mất thời gian số mol của OH bằng số mol của nhôm thì bạn sẽ có là gì tan hoàn toàn hoặc là như này nhá thực ra cái điều kiện của nó là OH trừ lớn hơn hoặc bằng nhôm thì nó sẽ tan hoàn toàn luôn NaCO3 dùng trong công nghiệp sản xuất giấy đúng rồi K2SO4 sai các bạn biết đấy trong bếp của bạn ấy nhà bạn nào mà nấu bếp củi cơ thì bạn sẽ có là trong cho bếp của bạn ấy thì nó không phải là chứa thằng này đâu nó phải là K2CO3 nó là một trong những cái loại phân bón ấy bón cho cho cây trồng ấy đây là phương án sai rồi Ở đây mình chỉ có là hai phát biểu đúng thôi Chọn là đúng cho anh là đoán B <laughs> Sao biết OH đấy Trời ơi sao biết OH Ở đây các bạn có là gì ạ? BA của một mon đúng không ạ? Mà các bạn có chất là gì ạ? BA OH tất cả hai lần Vậy thì bạn lấy một nhân với bao nhiêu ạ? Có hai nhóm OH thì bạn lấy một nhân hai thôi <laughs> Chuẩn chưa? <laughs> anh uống ngụm nước nhá À các bạn comment các bạn spam đúng không? Vừa mới trả lời phía trên lại thấy phía dưới lại spam câu hỏi y hệt rồi. Quy đổi cái gì? <laughs> Quy đổi ông á? Câu này á? Câu này các bạn làm gì? Ở đây mình sẽ có một câu về bài toán khí than nước đúng không ạ? Ở đây các bạn có hơi nước này, khí CO này đi qua carbon nóng thì bạn thu được hỗn hợp gồm CO2, CO2 và hơi nước sau đó bạn sẽ cho y vào cái hỗn hợp oxit này, các bạn thu được chất rắn được chưa? Chất rắn và khí t và khí t. Khí t của bạn biết là gì không ạ? Khi mà các bạn cho cho hỗn hợp Y này đi qua cái thằng này, khí t của bạn ở đây chắc chắn là khí khí CO2 và biết đâu H2 thì nó có thể là khí à, kiểu như thế là gì nhỉ? Kiểu như thế là hơi ẩm đấy các bạn, H2O ấy. Z người ta cho tác dụng với HNO3 thì thu được sản phẩm khử ở đây là 8,064 chia 2 2,4 4 nhé. Các bạn có số mô thằng này bằng 0, 32 rồi này. 36 chứ, 36. Sau đó thì ở đây các bạn nhìn này, người ta hấp thụ toàn bộ khí T này, T là CO2 rồi. CO2 vào dung dịch BA tất cả lần dư. Các bạn khi mà bạn thấy thằng này dư ấy, thì bạn sẽ có là số mol của CO2 bằng số mol kết tủa. Và bằng bao nhiêu ạ? 59,1 chia cho 197. À con này dễ lắm. Con này dễ lắm nhìn cho anh như sau này. Các bạn biết tại sao con này lại dễ không ạ? che đề á đây biết tại sao con này dễ không nó không giống như những cái hỗn hợp oxit khác đâu ở đây các bạn sẽ thấy này Cu nó là cộng 2 và sắt đây là cộng 3 số xi hóa của nó đã tối đa để chạy. số xi hóa của nó đã tối đa ok chưa số xi hóa của nó bằng 3 thì bạn thấy này thằng này cộng 2, thằng này cộng 3 sau phản ứng thì được chất rắn thì nó sẽ có thể là về sắt không đúng không ạ và đồng không đúng không ạ tuy nhiên người ta lại tiếp tục cho z phản ứng hno 3 dư có nghĩa là các bạn tư duy theo phương pháp là đầu cuối ấy, thì bạn sẽ thấy là cái thằng đồng và thằng sắt đây nó không hề tham gia vào quá trình bảo toàn e. Ban đầu dương 2 và dương 3 cuối cùng của phản ứng của bạn ấy, khi phản ứng HNO3 là phản ứng cuối cùng đúng không ạ? Nó đều lên sắt 2, nếu đều, đều lên sắt 3 và lên đồng 2. Dẫn đến ở đây là gì? Các bạn có thể sử dụng ngay cho anh một cái này. Bạn biết cái gì thay đổi không ạ? Bảo toàn e nhé Bảo toàn e này. Ở đây các bạn thấy hơi nước thì không có gì cả, ở đây chỉ có carbon cộng 2 này và đây là carbon là không này. Đó, carbon cộng 2 này sau phản ứng nó lên carbon cộng 4. Tại vì sao? Sau phản ứng tạo ra khí CO2 mà. Ở đây bạn sẽ có là bảo toàn e, hai lần số mol CO. Đấy, thằng này nó sẽ nó sẽ gì ạ? Nó sẽ nhường đi 2e. Carbon này thì nó nhường đi 4e cộng 4 lần số mol carbon thì bằng gì ạ? Bằng gì biết không ạ? Cái thằng NO này nó nhận 3 e, 3 lần số mol của NO. Thế là xong ạ. Đây thay số à thôi, không cần thay số ở đây các bạn có là 3 nhân 0,36 đúng không ạ? 0,36. Các bạn sẽ có một phương trình số 2 biết là gì không? Phương trình số 2 biết là gì không ạ? Cái nhỏ nhỉ Hy vọng các bạn nhìn đủ nhé Vâng chỉ số 2 nhìn cho anh này Toàn bộ cái carbon này và cái CO này Và carbon đây này Sau phản ứng nó chạy vào CO và CO2 không ạ CO và CO2 thì sau phản ứng nó chạy hết vào khí Khí T Khí T thì đây Khí T không phải 3 mol này Dẫn đến là gì ạ Số mol của CO cộng với số mol của carbon Chính là bằng số mol của CO2 Và bằng gì Bằng 0,3 Được chưa ạ hai ẩn hai phương trình thì bạn đi giải hệ phương trình thôi là 912 nhá đặt số mol CO bằng x số mol carbon bằng y thì đây các bạn có 2 4 3 nhân 0,36 1 1 0,3 và yêu cầu bạn tính gì ạ giá trị của m có nghĩa là tính cái thằng carbon này Carbon thì chính là số mol của C chính là y á 0,24 0,24 nhân carbon 12 đây các bạn có 2,88 chọn đáp án đây cuối <laughs> tặng anh một follow trời ơi các bạn phải kêu cả họ vào follow chứ <laughs> thiếu cả họ follow rồi hỏi 35 một cây chạm một câu về khí than nước Cái gì? Các bạn muốn đòi ai chỉ nữa là cái gì? ba sáu nhìn sợ với anh trời ơi những câu 36 sáu à lát mấy cái đứa đăng ký vận dụng cao nhớ nhắc anh nhá có đứa nào đăng ký vận dụng cao đây lớt lát nhớ nhắc anh bảo anh là gì nhỉ bảo anh là gửi cho bạn cái khóa cái khóa este cái khóa ST video nhá Cái khóa ST video có câu y hệt câu này <laughs> Có câu y hệt câu này Hôm qua thực tế ra thì anh hôm qua anh mới nhìn qua cái đề này rồi Còn này y hệt những cái câu anh dạy trong cái khóa đấy Nên thôi anh chỉ còn chẳng, chẳng làm thứ Dễ, câu này siêu dễ Lát trình bày cho mà xem Nói lại một chút cái câu Nói lại một chút cái câu phía trên này này Các bạn sẽ Nếu các bạn chưa hiểu lắm ấy Thì anh nghĩ là anh khuyên các bạn nên dành thời gian ra Viết lại các quá trình phản ứng của nó Viết kiểu sơ đồ phản ứng ấy sau đó bạn sẽ nhìn xem các chất nó sẽ có sự thay đổi số xí hóa như thế nào Tư duy đầu cuối có nghĩa là gì ạ? Các bạn sẽ có rất nhiều quá trình Ví dụ ban đầu bạn có một cái như thế này Ở đây bạn sẽ có một cái hỗn hợp X đi Nó thu được một hỗn hợp Y đi nó cứ có nước phản ứng ví dụ ở đây phản ứng với gì ạ? Phản ứng carbon nhá. Sau đó ở đây nó lại cho phản ứng HNO3 nhá. Nó phản ứng với rất nhiều chất, sau đó thu được một cái gì đó xong nó lại tiếp tục phản ứng với Ba, OH tất cả hai lần. Thì bạn không cần quan tâm quá trình ở giữa nó như thế nào. Các bạn chỉ quan tâm này, ban đầu nó là như thế nào Và sau cùng nó như thế nào Nó có sự thay đổi gì không Thằng nào thay đổi thì bạn sẽ cho hết vào quá trình bảo toàn E Thì mình sẽ có là diện tổng số môn của E nhường này <laughs> Thì bằng tổng số môn E nhận Thế yeah, xong thôi <cười> Ok <cười> Tiếp nhá, gọi 36 nhá Bài này dễ mà, bài này có gì đâu Nhưng mà các bạn phải biết cách làm Để mà làm được câu này như thế này Thì anh nghĩ các bạn cũng phải có trình độ Chứ không phải là Chứ không phải là không <laughs> Làm ra thì cảm giác dễ đấy Làm ra là viết có vẻ hai dòng ấy Nhưng mà nói thật các bạn là không biết được Bạn nào hiểu được hai dòng này đâu hai <laughs> gần được trăm mấy đứa xem như thế này thì không biết được mấy đứa hiểu được hai dòng đó đâu nhỉ Ồ lịch like của anh hả? Ok, lịch like, like của anh thì anh sẽ like buổi trưa vào lúc 12 giờ, 12 giờ các bạn nhé. Còn uh, còn chủ nhật thì thường anh like sớm. <laughs> giải thử đi anh, yên tâm giải chứ. Giải luôn câu 36 cho bạn xem này. Câu 36 ở đây bạn sẽ có cho anh là câu 36 giải công ngắn không nhỉ? Anh nhớ xem nào. Thử trình bày ở đây xem có đủ không nhé Đoạn này thôi. Đây. <laughs> Ở đây bạn có 3 ST, 1 ST đơn và 1 S và 2 ST2 trước đồng phân của nhau. Các bạn thấy X khi mà nó đốt cháy thì nó có thông tin này. X ấy, khi mà đốt cháy vô oxy thì nó có là CO2, nó có là H2O. Máy tính của anh đâu? Đây. Đấy bạn có 14,784 chia 22,4 0,66 Tiếp theo đấy bạn có 25, 25,08 chia 44. Đấy bạn có 0,57. Thì bạn nhìn giúp anh là gì ạ? Khối lượng x có rồi, các bạn đi bảo toàn khối lượng tính nước. <laughs> Đúng không ạ? Có thông tin thì mình đi khai thác thôi Trừ đi 0,57 x 44 Chia 18 Các bạn có số mol nước bằng 0,44 Như một thói quen vậy Khi mà anh tính ra thằng này Thường anh sẽ đi tính số mol của CO trong ST Anh sẽ phải đi tính số mol CO trong ST Bằng cách là bảo toàn oxy Không biết có dùng hay không Cứ tính ra đã Chia 2 thôi Thì bạn có số mol CO ở đây sẽ bằng 0,13 Đấy thì mình đã xử lý xong cái câu đầu tiên rồi đã xử lý xong câu đầu tiên cái câu số 2 là sao ạ người ta đun thằng x này với gì ạ với 0,3 mol nào thì bạn thấy này số mol co của bạn ấy thằng này mạch hở rồi không có chuyện estephenol đâu nhá số mol co của bạn 0.13 mà thằng này là 0,3 thì nó dư cực kỳ lớn rồi nó rất là nhiều ok chưa nó còn nhiều hơn cả gấp đôi cơ cô cạn dung dịch sau phản ứng thì bạn thu được chất rắn y chất rắn y của bạn gồm cái gì anh hỏi bạn này chất rắn y của mình ấy, thì nó sẽ gồm muối và gì ạ nào hát còn dư ok chưa Phần hơi ở đây thì chứa một carbon Z duy nhất này. À, ancol chứ quên, ancol đúng không? Ancol Z. Thì ok mình sẽ để ancol đây mình xử lý. Lấy toàn bộ Z cho vào nát chi dư thì bạn thấy là khối lượng bình tăng lên là bao nhiêu? 5,585. Thì bạn hình dung cho anh này. Khi Z là ancol của bạn ấy, Z là ancol. Các bạn thấy là khi cho cái thằng ancol này vào nát chi thì nó có thoát ra khí H2 đúng không ạ? Vậy thì ở đây mình sẽ có một cái đó là M của ancol. M ancol bằng gì? Ấy? 10 ăn côn chính là khối lượng bình tăng 5,85 năm Cộng mấy gì ạ? Cộng với lại là khối lượng H2 thoát ra Thì bạn nhìn dung cho anh này khối lượng H2 thoát ra Thực tế ra nó chính là bằng số mol Khối lượng nhá Nhưng mà nó lại bằng số mol của của gì ạ? Của OH trừ Số mol của OH trừ chính là 0,13 Đấy chứ ạ Thằng này khả năng ST bạn thấy là một ST đơn đúng không ạ? Vậy thì chắc chắn ăn côn đây Chắc chắn ăn côn đơn rồi này Chắc chắn ăn côn đơn Vậy thì mình chia cho 0,13 cái nữa Thì mình sẽ có 46 Đấy 46 là gì ạ? 46 là gì các bạn? Quên mất lúc nãy không điền khối lượng cho các bạn. Khối lượng là bao nhiêu nhỉ? 5,98. 46 là gì các bạn? 46 là C2. C2H4OH tất cả ấy là. À quên, o... à C2H4, à C2H5OH chứ. Nhầm 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 nhầm. Xin nữa thì toàn C2H5OH, được chưa? Nó là gì đó? Nó là ancol no đơn trước đi ạ. Xử lý xong phần này chưa? Xong rồi chuẩn đấy AT <laughs> đấy Sao H2 bằng khối lượng của CO Đâu Số mol H2 làm gì bằng khối lượng của CO <laughs> bạn hiểu được cái bài toán uh, Khối lượng tăng giảm này không <laughs> Số mol của CO ấy Thì nó sẽ bằng số mol của OH trong ancol Ok chưa Số mon... <cười> <cười> Rồi tiếp này Khi mà mình xử lý xong phần ancol rồi Thì ở đây mình sẽ đi xử lý một bài toán khác của nó là bài toán gì bạn biết không ạ Trộn với CAO ở đây gọi là phản ứng vôi tôi Phản ứng vôi tôi Thì bạn để giúp anh này Khi mà trộn Y ấy, có nghĩa là trộn hỗn hợp chất rắn gồm muối và nao Phản ứng vôi tôi Thì bạn thu được là gì Trong điều kiện không có không khí thì thu được là gì Một lít À quên Một hydrocarbon duy nhất nhá Duy nhất 2,016 chia cho 22,4 này 0,09 nhá Thì ở đây các bạn nhìn giúp anh này Ở đây các bạn sẽ có 2 ester à? Một là ester đơn rồi Ester đơn thì sẽ cho các bạn một cái muối đơn RCO Ở đây bạn thấy là có hai ST2 trước mà ST2 trước mà thu được ancol đơn Thì muối của nó sẽ có dạng đó là R CO CO Chuẩn chưa Đúng không các bạn Ở đây mình sẽ có một ST đơn và một ST2 Và hai ST2 Thu được ancol đơn dẫn đến các bạn sẽ có muối Sẽ là một muối đơn và một muối hai Thì đây mình làm gì nhận nhìn này sau phản ứng ấy thì thằng này nó sẽ thu được một hydrocarbon đó là rh sau phản ứng ấy thằng này sẽ thu được một hydrocarbon đó là r phẩy h hai thì hai carbon này là hai carbon giống nhau tại vì nó là hydrocarbon duy nhất mà vậy thì làm sao để xử lý các bạn này các bạn nhìn giúp anh này nhìn giúp anh nhá <laughs> có hai chất đúng không ạ lập hệ phương trình hai ẩn thôi đầu tiên các bạn sẽ có là tổng số mol co 1 bằng 2 bằng 0,13 đúng chưa? Tổng số mol CO này. Tiếp theo bạn có một phương trình là về gì ạ? Các bạn thấy là tổng số mol hydrocarbon đây RH R phải H2 bằng bao nhiêu 0,09 Thấy con số 0,09 chưa Đó chính là tổng số mol hai thằng này thôi 1 bằng 1 bằng 0,09 Ok các bạn có 0,05 và 0,04 nhé 0,05 Đấy các bạn sẽ có thằng này bằng 0,05 Và thằng này bằng 0,0 0,04 Rồi <laughs> Bây giờ mình đi xử lý cái gì Bạn nhìn dưới bài này khi bạn có số mol của hai muối là như thế này rồi, tuy nhiên các bạn chưa xác định được muối là gì, thì làm sao để mình xác định được ạ? Các bạn thấy là trong x ban đầu ấy mình có carbon chưa? Carbon trong x thì nó chia ra làm hai phần, một phần nó nằm trong ancol và một phần nó nằm trong muối. Thì đây các bạn sẽ đi bảo toàn này, lấy 0,57 carbon trong x. Các bạn trừ đi là gì? Carbon ở trong ancol 0,13 x 2 thì 0,31 đây chính là carbon ở trong. Chính là carbon trong gì ạ? Trong gì các bạn? Carbon trong muối. Vậy thì khi bạn có các trong muối 0 0,31 rồi thì bạn trừ giúp anh này. bạn thấy không ạ? Đây có một carbon nhá, tối thiểu có một carbon. Đây có hai carbon nhá, trừ đi 0,05, trừ đi 0,04 nhân 2. Thì bạn sẽ còn là 0,18. Thì bạn hình dung cho anh này. Cái thằng RH này với r h 2 nó là cùng một hydrocarbon. Dẫn đến là gì ạ? Số nguyên tử carbon trong hai thằng này là bằng nhau. Vậy thì anh sẽ lấy 0,18 anh chia cho tổng số mol. Tổng số mol là 0,09. Có đúng là bằng 2 không ạ? Bằng 2 thì điều gì xảy ra? Ạ? Bằng 2 thì điều gì xảy ra? bằng 2 thì cái gốc R của bạn đó chắc chắn phải là C2. R phải của bạn chắc chắn cũng là C2. H bao nhiêu thì mình chưa biết này. H bao nhiêu mình cần phải đi xác định này. Các bạn chỉ mới xác định ra là số C thôi nhé, tại vì các bạn mới bảo toàn carbon thôi mà. Vậy thì làm sao bây giờ mình xác định hero ạ? À quên, xác định hero ở đây ạ. Muốn xác định hero ở đây này, đừng đi bảo toàn hero nhé. Hãy sử dụng cho anh đó là tương quan đốt. <laughs> hãy sử dụng tương quan đốt thôi Câu này một câu không Anh nói thật là ví dụ 100 bạn xem Thì hy vọng chắc khoảng tầm được 10 bạn Gì đó là hiểu thôi Và khoảng tầm 20 bạn gì đấy cố gắng thì may ra hiểu được Chứ còn nó không dành, dành, cho số đông Các bạn hình dung ạ Mặc dù câu này là một câu nó không khó ấy. Thì bạn thấy này, nhìn giúp anh này Các bạn thấy là tương quan đốt thì bạn thấy số mol CO2 Trừ đi nước đây, đi 0,57 trừ đi 0,44 Nó bằng gì ạ? 0,13 Thì theo bạn 0,13 mình sẽ phân tích như thế nào ạ? 0,13 nó bằng gì? 0,13 bằng gì? Biết không? 0,13 nhìn giúp anh này 0,13 nó bằng cái gì bạn? Không biết nào? Thì nó sẽ bằng nhớ số uh, Số bảo toàn À các bạn có nhớ tương quan đốt không nhỉ? Số mol của CO2 trừ đi mol của nước Thì bằng gì ạ? Bằng K trừ 1 số Pi trừ đi 1 nhân với mol của hợp chất Vậy thì đây nhá Khi bạn xét hiệu ấy các bạn có là 0,13 Thì nó bằng cái gì? 0,13 thì nó sẽ bằng anh nhầm cho nào? à, nó sẽ là bằng ok nó sẽ là bằng 1 nhân với 0,05 số mol chất đầu tiên cộng với gì ạ? 2 nhân với 0,04 chứ ạ. Ok chưa? Mà các bạn thấy là cái 1 ở đây này chính là K 1. Vậy thì suy ra một điều, cái chất đầu tiên của bạn ấy, cái chất đầu tiên này RCO của bạn nó sẽ có 2 pi. 1 cộng 1 có đúng bằng 2 không ạ? K 1 này là bằng 1, có này là K 1 này là bằng 2. Chất đầu tiên sẽ có 2 pi. 2 pi thì nó mất 1 pi ở trong trước rồi, phần còn lại các bạn đây chính là C2H gì ạ? C2H, C2H3 Còn đây các bạn thấy này Thằng phía dưới này nó có 3P 3P mà trừ đi 1P ở trước 2P ở trước Thì nó cũng còn 1P thôi 1P thì ở đây các bạn sẽ có là C2H gì ạ C2H gì C2H2 Đó là cái gốc R và R' Xong rồi đấy ạ <laughs> Các bạn có gốc R R' rồi Các bạn có muối rồi Các bạn có ancol rồi Thay vào thì bạn sẽ tính được gì ạ? Phần trăm khối lượng của ST đơn trước thôi Chuẩn chưa à? có khó đâu <laughs> à, khó thì thực ra thì cũng khó nhưng mà giải thì anh nghĩ các bạn cũng ok nhá yeah, vậy thì người ta yêu cầu các bạn là est đơn trước không ạ đơn trước thì là gì đơn trước thì bắt buộc nó phải là gốc đơn rồi c 2 h 3 co ancol thì đây rất dễ có đúng một cái ancol này thôi c 2 h 5 số mol thằng này bao nhiêu không năm rồi thì bạn có khối lượng thằng này chưa thay vào bạn tính phần trăm tổng khối lượng đây 11,88 đấy Lụm ngay câu này chưa <laughs> đăng ký khóa ở đâu các bạn in book về và anh qua tiktok nhá, các bạn in book về và anh qua tiktok các bạn đăng ký nhóm thì bạn nhớ nhắn bảo anh <laughs> đăng ký đi, sang tuần mà học, <laughs> sang tuần cái lộ lớp ôn cấp tốc thì anh sẽ bắt đầu dạy luôn triển khai luôn ý. tới chỗ đó là chỗ nào, tới chỗ đó là chỗ nào, em muốn đến đây mà em đồng đẳng hóa hả? đến đây đồng đẳng hóa thì em khó này, tại vì sao? các bạn các bạn phải hiểu này khi nào các bạn đồng đẳng hóa được, khi nào các bạn đồng đẳng hóa được, đồng đẳng hóa ấy là khi mà các bạn xác định được công thức ví dụ nhé, người ta sẽ cho bạn như thế này này, ví dụ người ta cho bạn một este no đơn, no đơn, ok, chắc chắn là hở rồi, thì bạn sẽ xác định đơn giản nhất của nó là gì, no đơn hở thì bạn xác định đơn giản nhất đó là HCOCH3, đấy, thì có nghĩa là các bạn phải xác định ở đơn giản nhất và các bạn thêm các nhóm C Chứ Cho nếu như ở đây anh chỉ bảo là anh cho một cái este, đố bạn đồng đẳng hóa được ấy Tại vì các bạn không biết ST này nó là cái gì cả Để bạn đi tìm công thức đơn giản nhất của nó Không thể giả sử được trường hôm nay đâu nhá Nếu người ta chỉ cho ST thôi Thường nếu mà người ta chỉ cho ST thôi Thì bạn có thể dùng dồn chất bạn Dùng CO, Carbon và Hero Thì may ra các bạn làm được Còn thằng này cũng vậy Nếu như các bạn thấy là mình có hai muối Các bạn chưa xác định được trong muối này nó có bao nhiêu pi Bạn không thể xác định công thức đơn giản nhất được Làm sao mà các bạn có thể là dùng dồn chất được ạ Sẽ khó nhá À dùng đồng đồng hóa được ạ <laughs> Cố gắng thì có thể hiểu nhưng làm câu khác Chưa làm được Yên tâm các bạn cứ cố gắng hiểu câu này Biết đầu đi thi nó một câu tương tự thì sao ạ <laughs> Câu tương tự nó không Nó chỉ đơn giản thay đổi số thôi Thì liệu các bạn có làm được không Hãy hứa với anh là làm được <laughs> Anh chữa nhanh xíu rồi đây, Rồi các bạn cứ dục cái gì các bạn cứ bình tĩnh Trời ơi Bạn thì kêu sửa nhanh Bạn thì kêu, thì kêu sửa chậm Rồi đây câu hỏi số 37 37 nhá <laughs> 37 ở đây ớ, cũng là một câu à không phải sơ đồ chuyển hóa đâu các bạn câu này là một câu gì đó đấy bạn thấy này mình có hai este đơn trước x và y ở đây mình có khối lượng rồi ở đây mình có thu được hai ancol có phân tử khối hơn kém nhau 14 bốn hai ancol mà hơn kém nhau phân tử khối là 14 thì nó nó gần như là kế tiếp rồi đấy các bạn ở đây là m gam z này khi đốt cháy các bạn thấy là gì hãy xử lý luôn thằng ancol nhé z khi mà các bạn đốt cháy thì bạn sẽ thấy là thu được co 2 cộng với h 2 o CO2 và H2O Làm sao viết sản phẩm ấy? À? Lát cuối buổi nhớ nhắc anh nhé Anh viết sản phẩm cho 0,42 Ở đây nước bạn bao nhiêu 10,8 10, 10, 10,8 chia cho 18 Các bạn có số mol bon 0,6 Thì bạn để cho anh này Khi mà số mol bon nước lớn hơn số mol bon CO2 Chắc chắn cái Z này sẽ là Là gì ạ? Là no Các bạn thấy ST là ST đơn đúng không ạ? Chắc chắn ancol này cũng phải là ancol đơn Có nghĩa người ta chỉ cho dữ kiện các bạn là đơn thôi Tuy nhiên các bạn xác định ra được là gì? Ngoài đơn ra nó còn no Ngoài no ra nó còn đơn chức nữa À ngoài ancol ra thì nó no và đơn chức Ok chưa Vậy thì ở đây mình sẽ có cho anh là gì này Nhìn này <laughs> Với những bài toán mà S tan no đơn chức ấy Thì nó sẽ có dạng nó là CNH gì ạ 2N cộng 2 Oxy đúng không ạ Thì bạn sẽ thấy là gì Khi mà đốt cháy nhá Mình sẽ có số mol nước trừ đi số mol CO2 Chính là số mol của Z Đấy số mol nước trừ đi CO2 Đó chính là số mol của ancol 0,18 Tiếp tục này Từ đây các bạn có phải tính ra C, C trung bình không ạ C trung bình bằng gì lấy 0.42 chia cho 0.18 thì bạn ra C trung bình là 2.3. Vậy thì từ đây các bạn sẽ suy ra một thằng sẽ là C2, một thằng sẽ là C3. Ok chưa? <laughs> Phân trình hai ẩn thôi, tổng số mol 0.18, bảo toàn C thì bạn có là 0. Suýt nữa thì toàn Ok, may quá. Ờ <laughs> à, 0.42 các bạn biết vừa gì không ạ? Vừa xảy ra một điều đó là livestream của anh sẽ bị tắt sau 1 phút sau một phút tới Tuy nhiên thì may quá anh đã nhìn thấy nó và anh đã cứu nó rồi Sẽ không bị tắt livestream, may quá <cười> 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 Ok chưa, thì bạn sẽ có C2 và C3 nhá Cho cái đầu tiên dễ nhỉ Vậy thì bây giờ mình sẽ làm gì ạ? Mình sẽ làm gì để xác định cái phần còn lại các bạn này Các bạn sẽ thấy là hai côn của bạn là C2 và C3 Thì nó sẽ tương ứng với một trong hai thằng X và Y thôi thì bạn sẽ suy ra este bạn giả sử ở đây nó sẽ có dạng là x coo c2 đi À không đừng giả sử x nhé x các bạn lại bảo anh là tại sao lại cho x lại là, là, là c2 mà x không phải là c3 anh cứ đặt a đi không thích đặt x nữa ở đây bạn đặt b là coo c3 ok chạy. một trong hai ester này là x hoặc y và nó sẽ tương ứng với hai ancol này thì bạn sẽ có số mol của nó bao nhiêu 0,12 này và thằng này các bạn sẽ có là bằng 0,06 này đến đây A và B ấy là các gốc Nó có thể là hero Nó cũng có thể là hero carbon các bạn Thì bây giờ nhiệm vụ của bạn ấy sẽ cần phải đi tìm ra A và B là cái gì Nhìn nhá Tìm dễ mà bạn lấy số mol bạn nhấn phân tử khối Lấy số mol nhân phân tử khối thì bằng khối lượng chưa Thì bạn sẽ có một phương trình Mà có hai ẩn Nhưng mà làm sao để giải được phương trình hai ẩn đấy ạ Tại vì hai ẩn này chắc chắn phải là gốc Một là hero, hai là các hero carbon Thì bạn hoàn toàn có thể xác định ra rồi Bạn đi tìm làm sao cho nó hợp lý là được Thì nhìn cách anh tìm nhá Đoạn này thì anh nên rút gọn luôn đi này 0,12 anh nhân với A thôi Cộng với 0,06 anh nhân với B thôi Thì nó bằng gì ạ 15 15,72 anh trừ đi phần đằng sau CO C2 Nhớ là C2H5 đi nhá <laughs> 44 cộng 29 Trừ tiếp đi 0,06 nhân với gì ạ 44 cộng với gì ạ 12 nhân 3 cộng 7 đúng không Thành như 43 Đây các bạn còn phần này là 1,74 1, thì đây mình chia cho hai vế với lại 0,06 thì đây mình có 2a cộng b sẽ là bằng 29. Ôi giời quá đẹp. 29 thì bạn chọn gì? 29 chọn gì? 2a cộng b mà bằng 29 thì theo bạn nó là gì? Dễ quá đúng không ạ? Xảy ra khi thằng này bằng bằng 1 và thằng này bằng 27. 1 là gì ạ? 1 là hero. 27 là gì ạ? C2H3. Ok chưa? Chuẩn. Thì bây giờ các bạn sẽ có hai ST của bạn là HCOC2H5. Và đây các bạn sẽ có là gì? C2H3COC3H7. Thì đây mình rõ ràng rồi, thằng này nhỏ hơn thì thằng này là x, thằng này lớn hơn thì thằng này là y. Ok chưa? Xong xuôi, bây giờ mình sẽ đi xác định công thức đúng sai thôi. <laughs> Ủa gì nhanh vậy? Này. Chẳng nhanh à? Đây bạn thấy là hơn kém nhau 14 đơn vị carbon thì nó là đồng đẳng kế tiếp thì bạn đi tính C trung bình thì bạn sẽ tính ra được là C trung bình bằng 2, mấy thì mình có C2 C3. Ok chưa? Còn thằng này thì làm sao để xác định hai công thức của nó? Các bạn đặt cái gốc của mình đây là A, gốc của mình đây là B thì bạn sẽ đi tìm gì ạ? Tìm các cặp số thôi ạ. Ở đây nhá, A và B thì nó rất đơn giản thôi. Một nó có thể xảy ra hero, hai nó có thể đây hero là một này, CH3 là hai này, hay là C2H5. c 5 thì có thể là có C2H3 hoặc có thể là C2H. Đấy thường nó chỉ có không carbon một carbon hoặc hai carbon thôi căng lắm thì nó xảy ra trường hợp có ba carbon c 37 bảy nhưng mà nó hiếm thì bạn sẽ thử cho anh một số trường hợp này đấy bạn nào mà hay làm ấy, thì bạn sẽ thấy là những cái phân tử khối thằng này nó rất là dễ này phân tử khối thằng này một phân tử khối thằng này 15 phân tử khối hai chín phân tử khối hai bảy phân tử khối hai năm được chưa thằng này bốn ba bạn hay làm thì bạn nhớ phân tử khối rất là tốt thì bạn nhầm đoạn phương trình này rất là nhanh chứ còn phương trình này thì bạn đừng có dùng thay bồ nhá phương trình này thay bồ có ra vào mắt <laughs> anh dạy nhanh và dạy hiểu ghê à ôi trời ơi anh cảm ơn bạn rất nhiều nhá trời ơi <cười> <cười> ok trở rồi bây giờ mình sẽ trả lời các phát biểu ở đây nhá trong x này thì t chiếm 59,2 mươi chín hai x đâu x à. sao lại à khối lượng của x trong t khối lượng của x trong cái hỗn hợp này thì ở đây các bạn sẽ có x các bạn có số mol chưa số mol của x bằng 0,12 lấy 0,12 nhân với gì ạ 45 cộng hai các bạn có khối lượng chưa các bạn chia tổng khối lượng của nó 15,72 bảy hai đây các bạn có 5, 6 Sai rồi X có tham gia vào đường tráng gương X có tráng gương có bạn? Có à, Chất Y có thể làm mất màu brom Y ở đây các bạn thấy là nó có cái nhóm Có một liên kết đôi là mất màu brom Chất Y có đồng phân hình học Các bạn hình dung ấy, cái nối đôi của bạn khi mà nó nằm ở đầu mạch ấy, Thì nó không có đồng phân hình học đâu Nối đôi nằm đầu mạch không có đồng phân hình học nhé Chất Y có hai công thức Y là đâu ạ? Y là thằng này đúng không ạ? Thằng này có đúng hai công thức không các bạn? Các bạn nhìn này Uh, thằng này khả năng có hai công thức thật đấy các bạn các bạn thể thấy là cái thằng c ba bảy của bạn ấy thì nó sẽ có một là nằm ngang và hai các bạn có thể cho nó có nhánh đấy cái phần đồng đầu này nó cố định rồi thì mình sẽ cần viết cái thằng phía sau thôi thì ở đây cái thằng phía sau của bạn nhé c ba bảy có hai đồng phân dẫn đến thằng này cũng sẽ có hai đồng phân thôi một hai ba các bạn sẽ có ba phát biểu đúng đây cuối giờ em mới đi học về á trời ơi anh đói quá các bạn thế Mày dậy chưa ăn gì Livestream Nói đói hết cả bụng này uh, Buồn quá có hỏi 38 nào Hay quá à Trời ơi các bạn thấy hay Các bạn phải khen nhiều vào rồi nhá rồi, rồi. <laughs> Nãy giờ mới thấy khen Ngọc Nhung Cho ăn sáng á Em vừa ăn vừa học Các bạn sướng thế Còn gì nữa Các bạn còn được vừa ăn vừa học Anh có được vừa ăn vừa dậy không Làm gì được vừa ăn vừa dậy Đúng không ạ Buồn Có hỏi số 38 rồi và những câu như này rất dễ những câu như này sau này lớp cơ bản hay là lớp ôn cấp tốc của anh, anh cũng sẽ dạy này. Những con này không có gì khó một chút nào cả. À, chắc là vậy. <laughs> Ở đây bạn thấy có một cái hỗn hợp như thế này đúng không ạ? Thường chỉ dùng bảo toàn thôi chẳng có gì. Đây mình sẽ đi tính HCl trước này, 0.8 nhân 0.5 mình chắc là 0.4 rồi. 0.4 mol. H2S 4 vào H2 nhợ 0.8 nhân 0.75 thì đây các bạn sẽ có 0.6. Rồi xem người ta bị yêu cầu gì nhá sau phản ứng thì thu được dung dịch X và khí đó, đúng không ạ? Khí là khí uh, H2 0.2 Cô cạn thì thuộc muối khen. Ừ. con này dễ quá. Các bạn hình dung cho anh này. Con này giải luôn chữ đoạn phía trên này nhá. Các bạn hình dung muối Các bạn bây giờ có nghĩa là mục tiêu của mình sẽ đi tính muối. Muối thì bằng M của kim loại cộng với M của góc axit M của Cl cộng SCO4. Các bạn nhìn giúp anh mình có gì và mình chưa có gì. Các bạn muốn tính kim loại đúng không ạ? Hỗn hợp của bạn đó là có cả oxit có nghĩa là có cả oxy. Bây giờ muốn tính kim loại thì bạn phải lấy gì ạ? Hỗn hợp ban đầu các bạn làm sao để các bạn tách oxy ra thì bạn ra kim loại. Còn Cl ở đâu ạ? Cl đây có 0,4 rồi, SO4 có 0,6 rồi. Hai thằng này có rồi này, bây giờ mục tiêu của mình là đi tính kim loại thôi. Vậy thì bạn hình dung là M tiếp này, M của oxit đấy M của hỗn hợp ban đầu ấy, M của hỗn hợp. Hỗn hợp ban đầu thấy chưa? Thì nó bằng gì ạ? Nó bằng M kim loại cộng với M oxy. Vậy thì bây giờ mình muốn tính phương trình 1 thì mình phải đi tính M kim loại. Muốn tính M kim loại thì mình phải dựa vào phương trình 2. Được chưa? M hỗn hợp các bạn có rồi. Vậy thì muốn tính M kim loại thì mình lại tiếp tục phải đi tính gì ạ? Tính oxy thôi. Mà tính oxy thì mình tính tính cách nào? Phân chia H cộng. Ở đây bạn sẽ có số mol H cộng thì bằng 2 lần số mol của oxy cộng với 2 lần số mol của H2. Bạn nào học trong khóa cơ bản của anh mà làm được câu này thì cũng tốt đấy. Dễ mà nhưng mà cũng bạn biết cách làm thì cũng ok. Hôm trước mới cho bạn một số công thức xong. Không biết bạn làm được không? số mol H cộng này bằng hai lần số mol oxy cộng hai lần số mol H2 thay số thôi ạ. H cộng bao nhiêu? 0,4 cộng 0,6 nhân đôi. Trừ đi là gì ạ? Trừ đi 0,2 nhân 2, chia 2 thì bạn ra số mol oxy bằng số mol oxy ở đây bằng 0,6. Có số mol oxy rồi thì bạn thay vào đây các bạn tính kim loại thôi. 26,5 trừ đi 0,6 nhân oxy 16. Bạn có kim loại bằng 16,9. Có kim loại rồi bạn thế phương trình phía trên cộng với Cl cộng với gì ạ? Cộng với SCO4 thôi. Ok các bạn có 88,7 Chọn đáp án đúng cho anh là đáp án à. Đấy vài ba cái định luật bảo toàn đó các bạn Các bạn làm ra ngay <laughs> Sao em xài O2 trừ cộng H uh, H cộng chứ cộng H cộng. Thực tế ra là đúng Nhưng mà em phải hình dung ấy H cộng nó có hai nhiệm vụ Một là H cộng nó sẽ phản ứng với gì ạ Oxy trong oxit tạo nước Hai là H cộng nó sẽ nhận 2E để tạo ra khí H2 Em viết thiếu một phương trình rồi thì làm sao mà đúng được <laughs> Hai phương trình này đơn giản nó là phương trình ion thôi Nó là cái này này H cộng cộng với O2 trừ Thì tạo ra H2O đúng không Cân bằng xem nào Thêm hai vào Tiếp theo ở đây là H cộng Tại sao có khí H2 rất ra Nó nhận hai e để tạo ra H2 Đó thì bạn thấy không ạ Số mol của Hero này H cộng này Nó gấp đôi số mol oxy ạ Số mol H cộng này nó gấp hai lần số mol của Hero chưa Vậy thì từ đây các bạn sẽ suy ra H cộng bằng hai lần mol oxy cộng với hai lần món h2 đó mình dựa vào hai công thức này hai phương trình ngon nó không bao giờ thay đổi cả vậy thì các bạn gì ạ nhớ luôn công thức này và sau này mình gặp mình áp dụng thôi cho đỡ mất công phải, phải phải tính lại đúng không ạ ba chín bốn mươi nhá ba chín một câu điện phân đi điện phân à đợi em lấy bát cơm rồi xem tiếp à ừ, ok các bạn cứ lấy bát cơm đi yên tâm <laughs> em cáp lại anh á các bạn lấy cơm đi trời ơi đói là phải ăn chứ đúng không ạ đói không ăn thì đúng rồi cuộc sống thế thì hơi hơi vất vả các bạn muốn xem câu nào xem ý xem ý này hay là bạn xem ý nào nhỉ đâu rồi không biết nữa các bạn nên xem lại livestream nha là chậm xíu đi anh nhá anh là chậm mày anh chỉ nói hơi nhanh một chút thôi chứ còn anh nghĩ là anh anh giảng rất là kỹ ấy. <laughs> anh nói kỹ mà có nghĩa là bước nào ra bước nào anh đều giải thích cho bạn đúng không ạ thế là kỹ còn nhanh thì đó đó là do cái cái giọng nó nhanh thôi tiêm nhá, cổ điện phân nhá <laughs> điện phân đâu ngày trước thì anh mới hay hay nói nhanh thôi bây giờ đợt này anh dễ tính rồi đợt anh dễ tính anh nói tương đối là chậm để cho các bạn là nhiều bạn có thể theo dõi hơn nhưng trước có một vài bạn comment nhắn tin cơ bảo anh là rất thích xem like nhưng mà anh nói nhanh quá anh thì để nó chậm được thôi thông thường thì là không đáp đâu đấy nhưng mà các bạn nói có vẻ chân tình cho nên là thôi nên cố gắng thay đổi bản thân hơn một chút để cho để cho gì nhỉ phù hợp với nhiều đối tượng hơn có ba chín nhá khóa ôn cấp tốc bao nhiêu hả khóa ôn cấp tốc giá là một củ một củ hai em ạ tuy nhiên nếu em đăng ký sớm thì nó sẽ được hỗ trợ 300 k đấy anh à, sẽ ưu tiên các bạn đăng ký sớm hơn lớp thì sẽ bắt đầu học vào tuần sau cho nên là thực tế ra là bây giờ các bạn đăng ký cũng tương đối nhiều đấy. các bạn hoàn toàn có thể đăng ký bây giờ đi <laughs> chuẩn bị vào mà học rồi 39 nhá một câu về điện phân đúng không ạ đây các bạn thấy này thông thường điện phân hai thằng này tuy nhiên bây giờ mình có thêm một thằng này nữa đừng quên khối lượng của nó nhé 13,05 khối lượng hai thằng này Thằng này thì nó không có gì đâu, nó cho bạn một thông tin nó là cường độ dòng điện. Rồi bây giờ mình sẽ phân tích. Đây là ba trường hợp này, trường hợp đầu tiên, trường hợp số 2 và trường hợp số 3. Có ba trường hợp như thế này. Ba <laughs> trường hợp. Vậy thì trường hợp đầu tiên nhá, bạn có là T dây đúng không ạ? T dây. Trường hợp tiếp theo thì bạn thấy là gì ạ? Bây giờ là T cộng với một cái thời gian. Khi mà có thời gian ấy thì bạn phải quy đổi về số mol E cho anh nhá. 11580 nhân 0.5 chia 96500. Các bạn có số money nó tăng lên là bao nhiêu? Số money tăng lên 0.06 Còn trường hợp phía cuối cùng ở đây các bạn sẽ có là 3,8T. <laughs> ok chưa? Rồi các bạn phân tích cho anh này. Cái trường hợp T và trường hợp T cộng 0.06 Nhìn nhá. Thấy là đây là trường hợp 1, đây gọi là trường hợp 1 này. Đây trường hợp số 2 này và đây trường hợp số 3 này. Các bạn thấy là trong cái quá trình từ 1 sang 2 này, các bạn thấy không ạ? Từ 1 sang 2 các bạn thấy là CO nó tăng lên không ạ? CO tăng lên có nghĩa là gì? trong trường hợp 1, Cu chưa điện phân hết quá trình một của bạn nhé ở K tốt chỉ có Cu thôi đấy đến cái quá trình số 2 này đến cái trường hợp 2 ấy, thì Cu ra còn còn cái gì không ạ? các bạn thấy là số mol e tăng lên 0,6 mà số mol kim loại tăng lên bao nhiêu ạ? thằng này nhá số mol kim loại tăng lên chỉ có 0,2 thôi vậy thì tương ứng với 0,2 này các bạn có 0,4 mol e vậy thì tại sao số mol e tăng lên 0,6 mà số mol e của kim loại tăng lên chỉ có 0,4? tại vì sao? tại vì nó có quá trình Tạo ra H2 Ok chưa Vậy thì đây các bạn có thông tin luôn nhá Thằng này 0.025 rồi điền vào Thằng này là gì ạ Thằng này là 0.045 <laughs> 0.045 Số money tăng lên là 0.06 Trừ đi 0.04 này Thì bạn còn 0.02 0.02 vậy thì H2 thắt ra đây là 0.01 Ok chưa Phân tích tiếp này Bên này mình có là gì ạ Đây à, là cực ca tốt thôi Còn bên Anode các bạn có điều gì Các bạn thấy không ạ từ 1 sang 2 các bạn thấy là số mol khí tăng lên 0,04 0,04 các bạn trừ đi Khí H2 là 0,01 Thì có nghĩa là cái delta khí của bạn ấy Nó tăng lên là 0,03 0,03 mol khí mà tương ứng là 0,06 mol E Thì chắc chắn cái giai đoạn bên này này A này Nó chỉ có CL2 thôi các bạn Nó chỉ có đúng CL2 thôi Ok chưa Tại vì số mol khí tăng lên Nó chính là bằng số mol E chỉ có CL2 Ok chưa Vậy thì với trường hợp này này thời gian điện phân nó nhiều hơn rồi mà chỉ có CL2 thôi dẫn đến với trường hợp phía trên bắt buộc cũng chỉ có CL2 thôi hình dung ạ <laughs> trường hợp 2 clo điện phân nó còn chưa hết thì chắc chắn trường hợp 1 các bạn clo nó cũng chưa hết rồi còn cái trường hợp số 3 thì sao ạ trường hợp số 3 thì bạn cứ cho điện phân hết điện CL2 có luôn cả o 2 đi có luôn cả o 2 ở đây mình thấy này vẫn là 0,045 thôi <laughs> rồi làm sao để tính H2 các bạn nhìn này các bạn thấy với trường hợp T các bạn có số mol Cu chưa ạ từ đây các bạn sẽ suy ra được là số mol E của mình sẽ bằng gì? hai lần số mol Cu 0,05 Mà đây thời gian nó gấp 3,8 Các bạn để ý cho anh ấy, thời gian khi mà nó gấp 3,8 Thì số mol E của nó cũng sẽ gấp 3,8 thôi 0,05 Các bạn có số mol E bây giờ sẽ bằng 0,19 Thì phân tích giúp anh này Bảo toàn E thôi 0,19 các bạn trừ đi 0,045 Nhân 2 Chia 2 Các bạn số có số mol khí thoát ra đây là 0,0 0,05 À tiếp theo nữa các bạn đấy này Ở đây đầu tiên thoát ra A mon khí đúng không ạ Đây chính là A của bạn Và A bằng gì ạ Bảo toàn E thì bạn cũng sẽ có là A sẽ bằng 0,025 Vậy thì bạn hình dung này Tại trường hợp số 3 các bạn có bao nhiêu khí ạ 5,4 x 0,025 Trường hợp số 3 các bạn có 0,135 khí 0,135 trừ đi 0,05 Thì đây chính là gì ạ Đây chính là 0,085 Chính là tổng thể khí của hai thằng này Ok chưa Mà các bạn lại có tổng số mon của nó bằng 0,19 giải phương trình thôi, một phương trình tổng số môn. Một phương trình là gì bảo toàn không. E 0.075. 0.075. Và đây bạn sẽ có là gì ạ? 0.01. Ok chưa? Giải thông tin rồi đấy ạ. Kết thúc. <laughs> xong rồi. <laughs> các bạn thường những cái câu ấy, các bạn xử lý hết xong các quá trình của nó, các bạn tính hết được số môn của nó là xong rồi đấy ạ. Vậy thì bây giờ làm thế nào nữa để mình có thể xác định được ạ? Các bạn thấy là gì nhìn này hỗn hợp này và HCL thì bạn thấy là CU thoát ra 0.045 đúng không ạ? Điền cho anh CU ở đây 0.045 vào đây. Bạn thấy có tổng khối lượng không ạ? 13.05 không? Các bạn lấy 13.05 các bạn trừ đi 0.045 nhân với đồng số 64 5, 96 chia cho gì ạ? Nó chia 3 cộng 35.5. Thì bạn có số mol thằng này bằng 0.1. Vậy thì làm sao để bạn tính được giá trị của X ạ? X ở đây ạ. Các bạn sẽ đi bảo toàn clo. Các bạn thấy clo thoát ra tối đa là 0.075. Bảo toàn clo các bạn lấy 0.075 nhân đôi Đấy. Đây là CL2 Thì mình suy ra CL sẽ bằng 0,15 CL 0,15 thì nó nằm ở đây là 0,1 rồi Vì còn đây nó sẽ còn Chứ 0,1 thôi Nó sẽ còn 0,05 Chọn gì ạ? Chọn C <laughs> So sánh cái gì? Các bạn so sánh cái gì? bạn đang cãi nhau đúng không? Bạn đang cãi nhau trong này anh, anh spam ngay đăng ký sớm đúng rồi đăng ký sớm là 9 trong k còn đăng ký muộn là một củ hai à vái toàn viết cả phương trình hả thực tế ra ấy, các bạn viết phương trình thì cũng không có gì cả các bạn thường các bạn sẽ cần phải viết quá trình bảo toàn e của nó ra tuy nhiên là anh nhắc các bạn như thế này này có nghĩa ấy, các bạn mà muốn làm những câu vận một ấy, là các bạn muốn làm nhanh hai là các bạn muốn xử lý mà nó ngắn gọn thì cái gì mà các bạn hay viết ra Ví dụ như thông thường nhé, ngày nhỏ ấy <laughs> Không phải ngày nhỏ mà hồi lớp 10 ấy, Các bạn viết, các bạn mỗi lần các bạn viết bảo toàn E Các bạn phải ghi là FE0 này Nó lên FE cộng 2 này Cộng 2E này, các bạn viết quá trình ra Sau các bạn sẽ có là gì O2 thì 0 này Sau phản ứng nó ra O 2 này Cân bằng thêm 2, cái này cộng 4E Nhưng cái quá trình này, đó là những quá trình bảo toàn E Nó không bao giờ thay đổi cả, sắt thì nó luôn luôn nhường 2E Hoặc nó có thể là sắt 3 thì nó nhường 3E thì viết bố luôn nó là hai lần số mol của FE đi. Sao phải viết quá trình ra nó mất mất thời gian ạ? À? Thì thằng này cũng vậy. Các bạn sẽ thấy CU lúc nào nó cũng thế nó cũng nhận hai E để về CU không. Được chưa? Clo này cũng vậy, nó lúc nào nó cũng nhường E để nó tạo ra khí CL2. Thì làm sao các bạn phải biết đi viết lại làm gì cho nó mất thời gian ạ? À? Thầy đó viết luôn đi cho nó nhanh. Đúng không? đâu anh có ban đâu anh nói thế thôi. Nhưng mà các bạn không nên cãi nhau. Và các bạn nên một là các bạn nên khiêm tốn một chút các bạn chịu khó mà học. Ok có thể các bạn biết rồi thì bạn có thể comment đáp án thôi Chứ làm gì các bạn cứ phải nhiều khi bạn không nên khoe khoang nhé Có gì đâu mà phải khoe khoang <laughs> Quách Những cái đứa mà quách quách khoe khoang có thứ là vào anh ban ngay Hay là xích mic drama thì anh cũng ban ngay đấy <laughs> Đổi 11580 một một, ra 0,06 không không kiểu gì á Không biết à Không biết cái đấy thì hơi toan nhé Các bạn sẽ có số môn E ấy, sẽ bằng Y nhân T trên F Y là cường độ dòng điện T là gì T là thời gian F là gì F là hàng số Faraday Nó là 96.500 Nó là một con số cố định rồi Các bạn cứ thay 96.500 vào là được Vậy thì đây chính là câu 39 của bạn nhá Câu điện phân đúng không ạ? Câu này gặp ở đề thi đại học không không anh nhá Điện phân thì có thì Điện phân điện phân thì anh không chắc Nhưng mà khóa vận dụng cao anh cũng sẽ dạy Tính là HCL cho em với á à, Cái thằng này Không xem từ đầu Các bạn thấy nhá Đầu tiên ấy bạn sẽ đi bảo toàn CU Các bạn có số mon thằng này 0,045 chưa sau đó bạn thấy là khối lượng 13,05 em trừ đi khối lượng thằng này thì ra được là à, NaCl chưa? 0,1. Tiếp theo khi mình có NaCl mình làm gì ạ? Mình bảo toàn clo. Mình thấy này, với hai phương trình này các bạn sẽ không xác định được clo, vì sao ạ? Clo chưa điện phân hết. Bắt buộc các bạn phải xác định clo ở đây, khi mà nó điện phân hết rồi, Cl của bạn Cl trừ ạ bằng 0,0 à 0,15. Lấy 0,15 trừ đi 0,01 trừ 0,1 thì sẽ ra 0,05 chưa Bảo toàn clo. <laughs> nó sẽ tùy nhưng mà các bạn học vận dụng cao thì bạn nên nên học những cái dạng như này biết đâu mọi năm nó không ra năm nay nó phải thì sao sao biết được rồi tôi còn câu cuối nhá các bạn hiểu chưa các bạn có thể cáp lại màn hình Xong rồi xem qua một chút nếu bạn cần không thì các bạn có thể xem lại livestream buổi nay live nhiều nhỉ khóa vận dụng cao bao củ khóa vận dụng cao thì uh, hiện tại chỉ cho bạn đăng ký vào tầm uh, một củ mấy nhỉ một củ hai hay sao ấy một củ hai <laughs> đăng ký khóa vận dụng cao thì em sẽ được tặng kèm khóa luyện đề đấy ạ nhưng mà thực tế ra thì khóa vận dụng cao anh nói trước các bạn khóa vận dụng cao anh dạy cho bạn được một số chuyên đề rồi nếu bạn vào đăng ký học ấy thì bạn phải chăm đầu tiên là gì ạ đầu tiên là bạn phải dành thời gian nhiều cho các bạn xem lại các video cũ những cái chuyên đề cũ anh dạy cũng rất là nhiều rồi thì bạn phải dành thời gian xem nên là anh cứ, nếu bạn nào thực sự muốn học thì hãy đăng ký còn không thì thôi anh chẳng muốn tuyển thêm cái khóa đấy nữa <laughs> Sợ các bạn vào các bạn để lười các bạn chẳng chịu xem video cũ thì nó không hiệu quả lắm Còn bạn nào kiểu thích học ham học mà muốn kiểu tự học tốt ấy Thì không vấn đề gì Nói như vậy câu hỏi số 40 nhá Mang tiếng ấy Sao lại mang Sao mang tiếng thằng này Mang tiếng cái gì Câu hỏi số 40 một câu sơ đồ chuyển hóa Sơ đồ chuyển hóa vô cơ luôn Nhìn có vẻ phức tạp nhỉ đây bạn thấy là x là một thành phần chính của quặng dầu sắt này. À biết quạng dầu sắt là quặng gì không ạ? Đoạn này xác định luôn này. Quặng mà dầu sắt ấy, các bạn thường có những cái quặng như là FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeCO3, Fe F2... quặng ấy ạ. Ừm, FeS2 thì các bạn có nhớ là quạng nào dầu sắt nhất không ạ? Thử trả lời xem, thằng nào dầu sắt nhất. Nhưng mà hiếm gặp trong tự nhiên. Iz các kiểu đây là các chất khác nhau, mỗi mũi tên thì ứng với một phương trình hóa học. Số oxy hóa của Fe trong Y nhá số xì hóa của Fe trong Y thấp hơn so với Fe trong X. Phát biểu nào sau đây là không chính xác. À? Ôi dồi ôi, chuẩn luôn. Đang mơ. Chính xác. Dầu sắt nhất của bạn ấy, đó chính là fe 3 o Bạn tính phần trăm là bạn sẽ thấy thằng này hàm lượng phần trăm sắt tương đối lớn này. Vậy thì bây giờ nhé, mình thấy là gì ạ? Còn à, con này cũng khó phết đấy. Ở đây bạn sẽ có x là f 3 o được chưa Rồi. Cộng với cái gì? Để mà tạo ra gì ạ? Các bạn thấy này, FE trong Y nhá, số suy hóa FE trong Y nó thấp hơn so với FE trong X. FE trong X là 8 phần 3. Vậy thì Y của bạn ấy, Y của bạn là gì ạ? Nó mà thấp hơn thì chắc chắn nó có thể là FE hoặc là FEO. Ồ, vậy thì đáp án này đúng này. Đúng ạ. Các bạn thấy là FE ở đây là FE 8 phần 3. Số suy hóa thấp hơn thì nó có thể là FE cộng 2 hoặc là FE 0 thôi. Rõ chưa ạ? Vậy thì Y có thể là FE hoặc là FEO. Nhưng mà người ta lại bảo không chính xác mới đâu chứ. Người ta yêu cầu bạn tính không chính xác cơ. Phải xác định rất là nhiều Người ta có hỏi A không các bạn à, Người ta không hề hỏi A Thì bạn cũng không cần xác định A đâu Tuy nhiên ở đây các bạn có thể dễ dàng nhận thấy A có thể là gì ạ A có thể là thường Nhưng mà từ oxit mà xuống cái này Thì bạn sẽ có là CO H2 Hoặc đôi khi các bạn có thể dùng phản ứng nhiệt nhôm AL cũng được Nhưng mà các bạn hình dung ấy, người ta không hỏi Thì bạn cũng không cần xác định đâu ở đây thì người ta sẽ thu được cái gì ạ? Cộng B thì thu được cái Z Z thì uh, cộng với gì đó, Z thì cộng D này các bạn nhìn thấy này. Thằng này cộng D, thằng này cũng cộng D nữa, hai thằng này cộng giống nhau này. Và sau phản ứng các bạn thu được Ag đúng không ạ? Ok, các bạn thử xem nào. <laughs> cái thằng này muốn thu được Ag ấy, một là bài toán kim loại đẩy kim loại ra khỏi muối. Đúng ạ, thì thường sẽ thu được Ag. Hai sẽ là một cái dạng ấy, các bạn có nhớ Một sẽ là bài toán về một kim loại nào đó nhá, kim loại M sẽ cộng với AG cộng để đẩy đẩy kim loại nó ra khỏi muối có nghĩa là tạo ra AG các bạn. Và hai các bạn không được quên phương trình nó hay còn hay hơn phương trình này. Phương trình này kim loại đẩy kim loại ra khỏi muối của bạn ấy thì đó là các bạn học từ lớp lớp 7 lớp 8 rồi đúng không? Tuy nhiên một phương trình rất là hay mà các bạn lên cấp 3 các bạn mới được học đó là gì ạ? Nó có thể là Fe2 cộng cộng với AG cộng để tạo ra AG. Một trong hai tình huống như vậy. Mình sẽ phân tích từ dưới phân tích lên một chút đấy. <laughs> đây là AgNO3 đúng không anh nhé nếu đây ở đây là AgNO3 anh nghĩ là vậy đấy nếu như kim loại đầy đẩy kim loại ra khỏi muối thì đây cũng phải là AgNO3 hoặc nếu như Fe2 cộng thì nó cũng phải là AgNO3 khả năng thử xem nhé thử xem nhé nếu các bạn có đây ở đây là AgNO3 thì T là gì ạ T là gì ạ T thì anh đang anh đang nghĩ đến nó là một ví dụ giả sử nó là Fe2+ cộng đi. Nếu ở đây là Fe2+ cộng thì D ở đây cũng là AgNO3 này, vậy thì Z là gì các bạn? Z là gì mà cộng D thu được Fe2+? cộng Z là gì? Thử nhá. Đây, bây giờ anh có một cách này. Bây giờ anh có một cách, ví dụ anh anh cho ý C là một ý chính xác đi, giả sử anh giả sử cái thằng này là ý đúng nhá. Anh xem nó có thỏa mãn không nhá. C này, người ta thấy B cho bạn có nghĩa là người ta xác định B của bạn là HCL hoặc HBR. Vậy thì nếu như B, B là HCL hoặc HBR ấy, thì bạn sẽ có Z là gì ạ? Z của bạn sẽ là FeCl2 hoặc là FeBr2. Thì bạn nhìn này, nếu như Z của bạn là hai thằng này nó cộng với AgNO3 ấy thì nó thu được cái gì ạ? Fe2+ cộng FeCl2 và FeBr2 ấy, khi mà phản ứng với AgNO3 thì AgNO3 vừa đủ thôi nhá. Thì nó vẫn thu được muối sắt 2 đấy các bạn. Vậy thì muối sắt 2 tiếp tục của AgNO 3 thu được AG. Ô hợp lý này. Nếu như hợp lý thì thằng này đúng này. Hợp lý thì thằng này đúng này. À. Z của bạn là gì? Z đây là FE3 cộng thì sai rồi. Z đây chỉ có thể là FE2 cộng thôi. U, ngon. <laughs> Hiểu đúng không ạ? Hiểu đúng không ạ? Còn T ở đây là gì? T ở đây các bạn thấy là gì? T, ok. T ở đây là FE2 cộng. Tuy nhiên nhá, xác định cụ thể ra thì nó là gì? ạ? Nó là FE N3 tất cả hai lần. Muối của NO 3 trừ thì tương đối là dễ nhiệt phân. À. Mỗi cũng là 3 ba tương đối dễ nhiệt phân đấy Cứ chuẩn rồi đấy À quên <laughs> Sao lại khoanh Dễ nhiệt phân là phương án chính xác Vậy thì phương án sai của bạn sẽ là Là A đấy Chân dây là E sẽ được 3 Hợp lý nhỉ <cười> <cười> OK chưa? Các bạn hỏi gì? Anh này có dạy mấy cách giải nhanh không? Dạy nhanh như nào? Giải thì các bạn phải hình dung như này. Ấy. Thực tế giải giải nhanh cũng không có gì nó là nhanh hay không ấy, đó là do khả năng của bạn thôi. Thực tế ra khi mà bạn hiểu mỗi cách là ví dụ dạy cho bạn đều dạy về bảo toàn nghe Nhưng nếu các bạn không biết thì bạn sẽ ngồi viết tất cả ra rất nhiều. Còn bạn nào thạo hơn thì bạn không muốn viết như thế, các bạn nhấm thôi. Thì nhấm sẽ là một cái nhanh. <laughs> các bạn sẽ nhanh khi nào? Khi bạn tự biết cách nhầm nó Các bạn nghĩ nó trong đầu thôi, các bạn đừng viết ra thì nó sẽ thấy nhanh <laughs> Chứ còn nếu các bạn Anh phải muốn viết kỹ cho bạn Thì các bạn có thể hiểu được Thì nó sẽ lâu, nó mất thời gian hơn Mới biết fe 2 cộng cộng AG cộng Ra gì Trời ơi, nhìn đây này Các bạn hình dung, các bạn chỉ biết là fe 2 cộng cộng AG cộng tạo ra AG thôi hả à? ừ, Trời Thế là các bạn quá kém sl 2 nhá Anh cộng mấy gì ạ? Cộng với AG nấu 3 nhá ban đầu ấy đơn giản phản ứng của nó là phản ứng trao đổi thôi ví dụ ở đây nó sẽ ra là, ra là agcl kết tủa bạn này cộng với fen 3 tất cả hai lần thôi ok chưa ai bảo không có ấy. quá rõ, có rõ ràng thôi ok Nó kết thúc chương trình ở đây một tiếng rưỡi thì anh cũng hơi mệt <laughs> các bạn có muốn hỏi gì nữa không ạ hỏi gì hỏi nốt đi để còn anh còn off nào À, mọi hôm anh đi chơi mà anh không đi trừ anh mới đi chơi thì thoảng anh mới đi chơi một chút thôi chưa chưa <laughs> tâm sự tí không anh các bạn muốn hỏi gì hỏi gì anh giải đáp hết không ngán một gì Chúc anh ăn ăn ngon miệng á còn chưa biết ăn gì nên này có ai nấu cho mà ăn đâu mà có cơm mà ăn giọng anh cuốn quá em sẽ kiếm tiền theo anh <laughs> trời má ơi <laughs> các bạn phải vào các bạn phải thích cách học chứ giọng anh cuốn quá mà lại để kiếm tiền để theo anh ạ à? vãi trưởng anh cho em chụp có 39 á Thật ra thật là quay cả trường à Đâu 39 đâu 39 thì ngắn gọn như này thôi Đấy Thực tế ra như thế này là ngắn rồi Các bạn còn muốn nhanh như nào nữa ạ à? Quan trọng bạn tư duy như nào thôi Trời ơi <laughs> Các bạn mà biết nhầm hết trong đầu Bạn không phải viết ra thì bạn không phải viết gì Rất là nhanh đúng không ạ Quan trọng là mình bao nhiêu cái phép nhầm đó thôi <laughs> anh có tính thi lại không thi lại là cái gì thi lại cho vui với các bạn à vào phòng thi để để, để chịu cảnh áp lực chung với học sinh à nào các bạn đăng các bạn đăng ký thi chưa nhỉ các bạn đăng ký thi cho để anh đăng ký thi vào cùng nào để anh đăng ký thi luôn với các bạn cho nó vui về mà đi so điểm với nhau hơn thu à trời à <laughs> sợ hóa lý tỷ các bạn. Bạn nào sợ hóa sợ môn các bạn nói chung các bạn sợ môn nào hơn thì bạn chịu khó mà học môn đấy đi thì bạn sẽ giỏi. Trời ơi chỉ có sợ không? Không có học thì làm sao mà giỏi được. <laughs> ok chưa? Tối nay uh, lớp luyện đề cũng sẽ luyện một cái đề nhá. Tối nay lớp luyện đề anh sửa cho bạn cái đề Thái Bình thì phải đúng không? À, thái Bình à, Thái Bình mối rơi à? Các bạn lớp luyện đề các bạn uh, làm đi nhá tôi anh giải cho nó nhanh <laughs> thôi anh anh không giảng lại đâu chắc các bạn vừa mới xem đúng không các bạn chịu khó vào vào xem lại video câu này đi là ok thôi à, quên in rồi suối á các bạn học cho cẩn thận vào có <laughs> ở đâu á anh có áp lại trên kênh của anh đấy kênh kênh gì bạn các bạn báo nó đi <laughs> các bạn báo mà các bạn chưa biết đi ui biết ra cái không biết nó có nhận diện khu... Khu... chữ không spam anh cái là anh đổi tội hết cho các bạn ấy đây trên này được chưa xóa vội xóa vội <laughs> info anh là gì á anh có gắn ở trong bio ở trên tiktok ấy các bạn click vào bio trên tiktok thì sẽ có thông tin <laughs> các bạn đừng chat linh tinh nhá một là các bạn uh, gì ạ các bạn có tâm sự gì các bạn muốn chia sẻ thì bạn hãy nhắn tin hai là các bạn muốn đăng ký học thì bạn hãy nhắn tin các bạn đừng có nhắn tin linh tinh đấy cái cũng dép đâu hỏi bài thì cũng có thể là nhắn tin chứ chứ anh không tiếp chuyện vơ vẩn đâu à, học xuyên đêm không mọi người kia rủ nhau mà học xuyên đêm kìa bạn nào mà đăng ký học thì đăng ký học sớm nhé đây anh xem anh check xem đứa nào đăng ký nào anh thấy một đống tin nhắn ở đây rồi <laughs> đói bụng quá trời ơi. Đấy bạn đăng ký đi, đăng ký trong hôm nay chủ nhật anh anh đang vui tính. <laughs> chủ nhật anh vui tính là các bạn nào? nhưng mà các bạn phải bạn nào phải thực sự gọi là gì nhỉ? Thực sự khó khăn thật thì anh sẽ hỗ trợ bạn một hai trăm k là bình thường không vấn đề gì, nhưng mà phải thực sự khó khăn nhé, đừng có cái chiêu trò nhé. <laughs> bảo các bạn mà khó khăn thì bảo em ơi khó khăn anh hỗ trợ em một chút được không hỗ trợ ngay chứ có cái gì đâu nhưng mà phải bạn nào thực sự thích học và ok thôi các bạn đi ăn cơm hay các bạn đi nghỉ ngơi gì đó đi Nghỉ chưa làm đề đi. bạn nào học khóa anh thì bạn chịu khó làm đề đi nha. làm đề uh, Thái Bình tối nay giải đấy. <laughs> em học khối xã hội giờ đăng ký lấy gốc cơ bản thì đánh giá năng lực được không hả? À? cái nhóm cơ bản các bạn hình dung như sau cho anh này. anh thì anh sắp tới không, anh chưa biết. nếu mà sang năm sau nếu mà có cơ hội thì anh sẽ anh sẽ triển khai cái đánh cái thi đánh giá năng lực thực tế ra thi đánh giá năng lực thì nó cũng sẽ hơi khác so với hơi khác so với với ôn với, với thi trung học phổ thông đấy được thì cũng không phải là không được lắm khi mà các bạn học về cái khóa cơ bản của anh nhé trọng tâm thì anh sẽ dạy cho bạn về lý thuyết cho bạn hiểu những cái lý thuyết bản chất của phản ứng các thứ hay là tính chất hóa học các thứ của nó nắm toàn bộ lý thuyết thì anh nghĩ là kỳ thi gì cũng phải cần cả thực tế ra ấy, cái cơ bản ấy là cái kỳ thi nào cũng cần các bạn không phải là đánh giá năng lực hay là thi tốt nghiệp trung học phổ thông đều cần các bạn quan tâm thì bạn có thể là có thể đăng ký inbox nhé. Giờ con 9 cộng hóa là còn kịp không anh Nhưng quan trọng là các bạn còn bao nhiêu điểm nhé Bây giờ các bạn 8 lên 9 thì ok nó có khả năng 7 lên 9 thì nó khó hơn Thế còn riêng cơ mà 6 thì đòi lên 9 thì đúng là nó cũng hơi khó 6 lên 9 thì khả năng thi lại đi sang năm thi lại đúng ạ Các bạn phải hỏi là mức điểm của bạn nó đang ở đâu Thì Thì đấy <laughs> Em thi đánh, gi đánh, gi đánh giá năng lực bộ công an à Ok các bạn cứ chịu khó thi đánh giá năng lực các thứ <laughs> dành thời gian thi thi thì cũng là một lần nhá thực tế ra ngày trước anh thi thử rất là nhiều đợt anh thì không phải thi thử như các bạn là không phải là thi thử nữa các bạn thi đánh giá năng lực cũng, là một kỳ thi cũng là quan trọng chính thức rồi anh thì thi thử nghĩa là các trường ấy quanh quanh khu vực của anh thì các trường họ sẽ tổ chức thi thử thi thử như để như thi thật luôn thì họ sẽ mình sẽ đăng ký một hai trăm k học phí gì đó một hai trăm k thì đấy mình mình đến trường họ mình thi thử thì cũng rất là hay trải một là trải nghiệm cảm giác trong vòng thi như thế nào áp lực giám thị ở à, như thế nào hai cũng là một lần để mình test xem là điểm của mình ở mức độ như thế nào <laughs> nhưng mà các bạn cũng phải hình xác định là thi thử là thi thử còn thi thật là thi thật có cái gì đó cũng phải gọi là cứ thi đi có cơ hội thì cứ cứ thử thi đánh giá năng lực còn uh, all in cũng được <laughs> all in thì nó hơi mạo hiểm thực ra các bạn phải hình dung là gì nhỉ gọi là trong đầu tư ấy thì bạn hình dung là càng rủi ro thì lợi nhuận lại càng tốt đó cho nên là nếu các bạn chia sức lực của bạn ra quá nhiều các bạn muốn học cả đánh giá năng lực các bạn muốn học cả gì thi tốt nghiệp thì chắc chắn các bạn sẽ sẽ sao ạ thời gian các bạn bỏ ra nhiều cho cả hai phía thì bạn sẽ cảm giác là gì ạ đơn giản là không cái gì nó nó, nó quá nổi nổi trội cái hai cái nó đều chàng chàng như nhau nhưng nếu các bạn tập trung vào một cái thôi thì anh nghĩ các bạn cũng sẽ hiệu quả hơn cái gì cũng cái gì cũng thế nhá nó, nó luôn luôn có sự đánh đổi nhá nên là nếu các bạn hình dung là các bạn hướng đến kỳ thi đánh giá năng lực kỳ thi đánh giá năng lực các bạn thấy nhiều không ạ bây giờ nó thi sắp tới tháng nữa nó thi nó thi rất là nhiều thì bạn hình dung là các bạn cứ hướng tới những kỳ thi đánh giá năng lực thế thôi ấy. lại các bạn muốn hình dung là kỳ thi đánh giá năng lực nó thi tổng quát khi mà thi tổng quát rồi thì môn gì các bạn cũng học <laughs> giờ các bạn học mỗi toán lý hóa các bạn học còn chưa xong còn chưa trả <laughs> có 3 môn các bạn học còn chưa xong các bạn đòi học 5 6 môn để bạn thi đánh giá năng lực thì nó như thế nào thì nó quá sao nhãng đi chứ còn gì nữa cho nên là các bạn cũng phải tự mình xác định nếu bạn nào ấy ở chỗ nào các bạn học kiểu học đều ấy. tại vì một số nơi anh thấy là các bạn học tương đối đều các bạn học đều thì ok các bạn thi đánh giá năng lực không sao cả còn bạn nào mà học theo kiểu học chuyên ngay từ đầu từ lớp 10 lên các bạn đã học toán y hóa thôi các bạn chẳng biết đách gì các môn khác ấy thế nên thật các bạn là các bạn hãy hướng đến kỳ thi trung học phổ thông quốc gia chứ chơi chơi các bạn phải biết như thế nhé các bạn đừng có theo theo trào lưu các bạn đừng có theo thấy bạn bè nó thi hay là thấy người này người kia nói thi hay là không thi các bạn cứ cứ, cứ, cứ cứ kiểu các bạn bị phô mô ấy, các bạn bị dắt mũi ấy. <laughs> cảm giác vậy ấy. <laughs> đang đúng không các bạn phải biết là các bạn các bạn đang ở đâu và mục tiêu bạn như thế nào kiến thức bạn như thế nào thì bạn phải tự mình xác định thôi, mỗi bạn thì có một cái mỗi kiến thức khác nhau và mỗi cái định hướng khác nhau thì anh nói thật là các bạn hãy nên tự suy nghĩ, tự xem xét. <laughs> khi mà mình nghe một ý kiến nào đấy thì mình đừng vội tin. Anh rút ra bài học bây giờ anh 2 k hai rồi, anh lớn hơn các bạn 4 tuổi rồi, rút ra một bài học là khi mình nghe bất kỳ cái gì, cứ cái gì mình phải cần phải kiểm chứng chứ đừng vội tin nha. Đừng vội tin. <laughs> chứ nghe cái gì cũng tin đi thì thì chết rồi. <laughs> Mọi người học anh ổn không ạ? Cho xin tí uh, view Trời ơi các bạn, đây hôm trước anh mới có một cái gì nhỉ Đấy bạn nào học anh thì review đi Hoặc các bạn có thể xem một cái video của anh đấy Hôm trước anh mới up một cái video gì nhỉ Video gì quên mất rồi À, anh tạo một cái form cho các bạn đăng ký học anh Các bạn là vào review một tí Bạn thể vào xem Anh trôn Việt Nam à là cái gì Năm nay em thi lại cho em hỏi Đề năm nay có khác hơn so với đề năm ngoái Đề năm nay không khác đâu ạ Ừ. năm nay là cái năm cuối cùng nó thi theo cái phương pháp cũ có nghĩa là 3 bốn năm nay nó thi như thế nào năm nay nó thi cũng kiểu như vậy à, chỉ sang năm sau thì nó sẽ khác đi hoàn toàn thôi năm sau thì cấu trúc hoặc là tên các chất các thứ thì nó sẽ khác đi khá nhiều đấy thực tế ra năm sau thì còn chưa xác định được năm sau thì chưa có đề minh họa cũng chưa biết mô típ thi các thứ của nó sẽ như thế nào cho nên là năm sau là một cái năm mà anh nghĩ nó cực kỳ bung lung thật sự đấy ạ một là thi theo phương pháp mới các bạn hình dung nhé thi theo chương trình mới thì một là tài liệu nó sẽ ít này hai là gì hai là đề thi thử các trường cũng sẽ ít này đúng không ạ và mô tiếp thi như thế nào cũng chưa biết phải đợi đợi mà cái gì mà bộ ra công bố nữa thì, thì mới có lộ trình cũng như là mới lên định hướng về tài liệu các thứ như thế nào để cho bạn học các bạn ô thi được à, thực sự năm năm nay là một cái năm các bạn phải quyết liệt lên các bạn học Nói chung là bắt bản thân mình phải đậu bắt bản thân mình phải đỗ, ai sẽ thế thôi, ép đi, <laughs> ép bản thân mình đi, bắt buộc phải chăm chỉ với chịu khó nào, không học, học còn không học được nữa thì còn làm được cái gì đúng không ạ? bạn cứ phải nghĩ như thế, trời ơi, có bao nhiêu cái thì anh nghĩ cái dễ nhất là việc học rồi đấy, ừ, thực tế ra là một số bạn mà mất gốc ấy, các bạn trước kia các bạn học hơi hơi đuối thì thực ra các bạn theo thì cũng hơi khó, nhưng mà không sao cả. Các bạn mất gốc thì bạn mục tiêu bạn nhỏ thôi. Các bạn đang 5 6 điểm thì mục tiêu bạn 8 điểm thôi. 88,5 là căng rồi. Thì đấy. thế ra thì nếu mà nhìn thì xét thì về mặt cơ hội thì cũng không phải là không có. 5 6 điểm các bạn vào lớp ôn cấp tốc của anh học một thời gian, vững kiến thức cơ bản cái là các bạn có 7 8 điểm ngay. Bạn nào chăm chỉ chịu khó hơn có khi hơn, hơn cả 8 8,5 là bình thường. Đúng không ạ? Cơ hội tăng điểm của bạn rất là nhiều những bạn 5 6 điểm ấy chứ còn anh thật với những mấy đứa những cái đứa mà bây giờ nó 9 điểm nó tăng điểm hơi khó đấy 9 điểm nó học lòi mắt ra mới tăng được con câu hai câu à <laughs> mấy cái cách anh truyền động lực à? anh có truyền động lực không à? trời ơi các bạn thấy anh truyền động lựcư Trời ừ, ơi ok bye bye hẹn gặp lại các bạn vào các buổi học ngày hôm sau anh đi uh... bây giờ anh cần phải làm gì đó <laughs> bye bye hẹn gặp lại các bạn vào trưa ngày mai nhé anh ơi anh này có bán mình cho tư bản không anh phải bán mình cho tư bản chứ anh bán mình cho cả anh và cả tư bản bán mình cho các bạn nữa đây, đây ạ <laughs> ngày nào cũng livestream cho bạn xem ấy ừ. rồi cũng phải bán mình cho tư bản vất lắm cuộc sống mà nhưng mà vất vả là niềm vui các bạn ạ không sao đâu? vui <laughs> lao động chăm chỉ mỗi ngày vui mà các bạn trời ơi ngại gì đâu anh xin vi... e hay anh không sinh viên y sao lại sinh viên y phở tu nhá các bạn đăng ký học với anh thì bạn các bạn vào kênh tiktok của anh sao bạn sẽ thấy một cái chỗ đó là nhắn tin hoặc là các bạn nhìn trên bio của anh anh cũng để một cái thông tin đó là đăng ký học liên hệ đấy ạ trời ơi các bạn không đọc ư ừ. có anh giải cuốn à ok các bạn cứ xem anh thường xuyên anh sẽ like tương đối thường xuyên à, tương đối rồi nhá <laughs> tương đối thường xuyên ok bye bye anh tắt đây anh tắt cho các bạn còn đi ngủ hay là đi làm gì đó tạm biệt Sáng ấy, sáng thì sẽ là sáng chủ nhật thì anh sẽ live vào lúc uh, 8 giờ. Còn các ngày khác trong tuần thì anh sẽ live vào lúc 12 giờ trưa. Bye bye. Nhớ nhé